Hồi ước lính Mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký Viết về chiến trường ca Những kỷ niệm không thể quên Đó là những tháng ngày ác liệt Và dữ dội nhất Một phần thanh xuân của những người lính Đã gắn chặt với nơi này Cây thốt nốt Một hình ảnh không bao giờ quên Của người lính trẻ chúng tôi Nó đứng sờ sắc và buồn bã để chứng kiến mất mát và đau khổ của người dân ca dưới một chế độ tàn bạo. Xe dừng, tất cả anh em đều xuống xe. Anh phụ trách, anh Luân trinh sát tiểu đoàn dẫn chúng tôi lên khoảng 20m thì rẽ trái theo con đường mòn thêm 20m nữa vào một cái nhà sàn, nhà trống hơ chống hoác nhưng mái ngói vẫn còn nguyên. Xung quanh đồng nước mênh mông cỏ dại mọc um tùm. Anh em triển khai vệ sinh nơi ở và công việc cơm nước Ăn uống xong xuôi và tắm giặt Nước ruộng đó thoải mái mà dùng Cường xong Lính chúng tôi xuống lại nghe anh kể chuyện chiến đấu Chuyện thì nhiều Chúng tôi há hốc mồm ngồi nghe Và chỉ về hướng núi Bà Đen Ở xa xa kia Anh ấy bảo Nếu mất chốt thì cứ nhìn ngọn núi mà chạy về Và lại một câu xanh dần nữa Không được để cho bọn ca bắt làm tù binh Chúng nó không có chế độ tù binh đâu Trời đất ơi Tôi đọc chuyện và xem phim cuộc chiến nào cũng có tù binh mà. Thôi rồi, vào đây thì chấp nhận tất cả. Tôi sống nó chết hoặc là ngược lại. Tối hôm đó, chúng tôi cắt cử canh gác đàng hoàng, hơn chục thẳng một khẩu AK của anh ấy. Chúng tôi trải chiếu nằm dưới đất, mũi nhiều kinh khủng, không ngủ được, dì dầm nói chuyện với nhau. Bỗng dầm dầm, tiếng nổ loạn xạ lên. Lính mới chúng tôi nhốn nháo cả lên. Anh ấy nằm trên vọng, tỉnh giấc và nói. Nó tập kích vào chốt ở xa Và lại ngủ khò tiếp Thế là chúng tôi chẳng thể nào ngủ được Thằng gác và không gác tụm lại nói chuyện Đêm đó nghe tiếng súng vài lần nữa Rồi chúng tôi lại tiếp đi trong giấc ngủ chập trần Khoảng 4 giờ lại có một cuộc đánh nhau nữa Vùng dậy nháo nhắc như gà con mất mẹ Còn anh thì vẫn ngủ như không có chuyện gì xảy ra Sáng sau khi ăn xong Anh cùng tôi và hai thằng nữa đi lên tiểu đoàn bộ Nhận đồ bổ sung Đi lên hướng tây khoảng 500 mét Gặp ngã tư Rẽ phải đi khoảng 2 km nữa Vào nhà hậu cần của tiểu đoàn bộ Chúng tôi đứng ở ngoài chờ Một lúc sau Có người ra vẫy chúng tôi vào nhận Còn anh ấy lặn mất tiêu đâu Chúng tôi nhận xong Cứ đứng chờ Tôi lân la vào hầm hậu cần Làm quen với các anh cựu Một lúc anh dẫn chúng tôi ra về Bắt đầu được bổ sung quân trang Một bộ quần áo dài một võng dù một tăng một ly lông một bình tông nhựa và một thắt lưng to bản của mỹ bọn tôi được hướng dẫn mắc võng cách mắc màn để nằm võng buổi trưa không ngủ được tôi gần anh luyên xin mượn anh khẩu súng để đi bắn lúc đi nhận đồ ngồi chơi ở hậu cần tôi nhặt được mấy viên đạn ak anh gật đầu và còn cho chúng tôi một băng đạn còn lắp ở trong súng nhưng quán triệt ra ngoài kia bắn nhưng bắn lên trời không được bắn ngang quái quá tôi và mấy thằng đi ra ngoài đường chìa nhỏ bắn nhưng bắn phát một thôi lúng túng mở nhầm nước phát một hết đạn nhìn ngược nhìn xuôi rồi nhìn có một tốp lính cựu đang đi tới chúng tôi chạy lại xin đạn các anh cựu cho chúng tôi mấy cục đạn đang còn ở trong hộp sướng qua lại bắn tiếp một lúc sau có mấy lính sau này về mới biết đó là vệ binh của trung đoàn đi lại nơi chúng tôi hỏi lính ở đơn vị nào Ai cho chúng mày bắn Mấy thằng lính mới mặt nhăn như lợn con Chúng tôi im như thóc Lặng lẽ quay vào nơi ở Các ông ấy theo vào và quát Ai chỉ huy ở đây Ai cho chúng mày bắn bậy Anh ấy đang ngủ ở vọng tỉnh dậy Tôi cho bắn Cho chúng nó dạn tiếng súng Vào trận khỏi phải sợ Nghe có lý Các anh vệ binh đi Còn dặn theo một câu Chúng mày không được bắn ngang Thế là được đà Chúng tôi lại ra đường chờ xin bắn đạn tiếp Buổi chiều khoảng 3 giờ Bọn tôi được lệnh tập trung hành quân về đơn vị tiểu đoàn đang còn chốt giữ Hơn một chục thằng Tập trung lại trước khoảng sân trống gần hầm hậu Cần Có một đống đạn cối 60 Thằng Sơn, người diễn châu Nó vào trinh sát hy sinh ở ba vét 1 Cầm quả đạn dơ lên dọa chúng tôi Thế là chạy tóe loe hết Mấy ông ở trong nhà hậu cần ra quát cho một trận sau này mới biết quả đạn cối chưa lắp đầu nổ buổi chiều tà trời vần vũ sắp mưa bọn tôi được dẫn ra sau hậu cần tiểu đoàn bộ vào một nhà sàn sập sệ tối nay nghỉ ở đây lại dọn dẹp sàn nhà hư hỏng nặng chúng tôi chọn những tấm ván còn chắc để ghép lại làm đường đi ổn định xong chỗ ở bốn thằng cùng với anh liên lên hậu cần lấy cơm và nhận súng hai khẩu ak còn trong hộp nhựa chúng tôi được hướng dẫn nấu nước sôi để lau súng súng mới toanh báng súng và ốp tay màu đỏ au nước thép danh gì đạn màu vàng óng tối hôm đó chúng tôi được cắt cử gác cẩn thận và được nhắc nhở không được đi lại lung tung mìn rất nhiều thế là việc giải quyết nỗi buồn lại bị bế tắc sáng hôm sau trở lại sân hậu cần được phân công về các bê ở trong tiểu đoàn bộ bê vận tải có tôi thằng đạt hồng vệ Bê thông tin có trọng, hoàng, kỳ, hạnh A à, chính sát có sơn, câu và quốc Bê vận tải tôi cùng hầm với anh Khanh, anh Trung Hầm chật trội, hai người nằm Thì thêm tôi vào lại quá chật Cách khoảng chục mét ở phía tay phải Có hầm của A Hầm đào âm dưới lát ván nằm Nước lõng bõng ở dưới ván Cách hầm khoảng 30 mét là hầm gác Hầm đào sâu đắp cao Bắc một tấm ván ngang để ngồi gác Sát hầm có một cây dừa. Chiều chiều ăn cơm xong, ca gác đầu tiên ở trên chốt của lính mới bắt đầu. Tôi được ưu tiên gác ca đầu tiên từ 6 đến 8 giờ. Đang thả hồn theo dòng suy tưởng thì ầm ầm súng nổ vang trời. Theo phản xạ, tôi nhảy tót xuống hầm, người ướt như chuột lột. Các cựu cũng đã vọt ra khỏi hầm chiến đấu. Lúc đó chỉ có một cựu ở lại hầm tôi an ủi và động viên. Sau lúc đỡ run, tôi lấy lại bình tĩnh nhô lên miệng hầm rồi quan sát đạn lửa sao mà nhiều tê chớp lửa đỏ rực một góc trời trận đánh cũng đã qua đi tôi hết ca gác rồi vào hầm nằm vẫn còn run quần áo thì ướt hết vắt khô quần áo phơi ngoài miệng hầm rồi chui vào màn nằm mà không sao ngủ được sợ và sợ chỉ trông cho trời nhanh sáng rồi tôi cũng ngủ tiếp đi từ lúc nào không biết rồi lại thêm một trận tập kích nữa của bọn pol pot Tôi vọt ra hầm ngồi Lúc ấy nhìn về hướng đông Trời đã bắt đầu sáng lờ mờ Trận đánh rồi cũng im dần tiếng súng Chỉ còn lác đác vài loại AK Trời sáng bảnh Tôi được các lính cựu cho biết Mình đã chốt tuyến hai Cũng tạm ổn thôi Thế là đêm cầm súng đầu tiên Ở trên chiến trường của người lính tân binh Cũng đã qua đi Buổi sáng hôm sau Sau khi ăn sáng xong Mấy thằng lính mới chúng tôi Được cử lên trung đoàn bộ nhận đạn Có một anh lính cựu phụ trách quay lại hướng ngã tư ở nhà thương qua tiểu đoàn bộ khoảng 100 mét ở phía tay phải có con đường nhỏ xe ô tô chạy được một khẩu pháo 85 nằm án ngữ ở đó không biết của đơn vị nào lính mặc quần áo sửa lại áo hơi bó cổ áo dựng đứng quần phẳng ly không như quân phục của chúng tôi quần hai ly áo cổ bẻ tiếp tục đi một quãng 500 mét bên vệ đường tay phải có một khẩu 37 ly hạ ngang nòng để bắn thẳng một xe vọt tiếng đang dừng Có mấy cáng được đưa ra Tò mò tôi bám vào theo sau xe Trèo lên xem cái gì Trời ơi hết hồn luôn Nhảy xuống u té chạy Tử sĩ Có mấy tử sĩ trên người máu me bè bét Ấn tượng đầu tiên của tàng linh mới Biết thế nào là chiến tranh Thưa các đồng đội Cho đến hôm nay đã qua hơn 30 năm rồi Nhưng hình ảnh ấy Không bao giờ phai nhạt Trong tâm trí của tôi Chúng tôi đến ngã tư nhà thương Gần đó có nhà sàn kho đạn ở đó Anh em chúng tôi vào nhận đạn xong Tôi được phân công gánh 10 quả cối tép Chà Sao mà nó nặng thế Ở nhà có gánh gồng bao giờ đâu Vai đau trở vai liên tục Thôi phải gánh ngang Dùng hai tay nâng đỡ để giảm đau cho cái vai Thế là đi ngang như cua bò Ý ạch về tới đơn vị Ngày hôm đó cũng yên ả Thỉnh thoảng có vài tiếng súng Nổ vu vơ ở đâu đó rồi im bặt. Chắc có lẽ sau một đêm đấu khẩu, hai lão hàng xóm với nhau nghỉ một đêm để lấy lại sức, để tối nay lại chiến tiếp. Đến buổi chiều, trời vần vũ, báo hiệu sắp có trận mưa. Cơm nước xong, bê trưởng cử toan lính 77 người diễn châu cùng một lính mới lấy tinh thần sung phong, mang đạn lên chốt tiền tiêu của tiểu đoàn bộ. Và tối nay không phải gác. Tôi sung phong đi. Toan và tôi mang súng đạn theo lên tiểu đoàn bộ nhận đạn Tám quả M72 Hai thùng đạn AK và một số liệu đạn Qua hầm gác của trinh sát Và dạng lính gác Chốc nữa chúng tôi về Chú ý khỏi phải bắn nhầm Cởi quần dài quảng lên cổ Bắt đầu lội nước Nước ngập đến ngang thắt lưng Chúng tôi theo lạch chống để lội Vì đó là lối duy nhất lên chốt Lội lệch ra ngoài sẽ vấp vẻ mìn Hai thằng lò mò lội như vậy Ở phía trước xa xa có một cái gò nổi lên, trên đó có khoảng 3 đến 4 cái nhà sàn, ván sàn gỡ ra để làm hầm và công sự cả. Giao đạn xong, chưa kịp thở, có được một cựu dục chúng tôi, khẩn trương về. Báo tiểu đoàn bắn cối vào, vật chuẩn 1 và 2. Thế là hai thằng lại lội nước bỏ về. Trời thì lạnh, vừa run vừa sợ, rồi cũng đến hầm gác của trinh sát. Một tiếng hô. Ai? Toàn đi đầu trả lời. Tôi! Phải cả linh hồn Thì ra lúc giao gác Thằng kia nó không nói là có người ở trên chốt về Lính mới mà Về tới từ đoàn bộ Toàn vào báo cáo Tôi đứng ở ngoài chờ Hai thằng về tới B Rửa qua loa tay chân Rồi chui vào hầm nằm ngủ Đang ngủ ngon lành Thì bị gọi dậy gác Tôi phản ứng lại thì được biết Vì thiếu người gác Nên ai cũng phải gác hết Thôi rồi Sách súng ra hầm gác Đang ngồi ấm ức Chuyện vừa rồi Thì bỗng Xoạc xoạc Ở trước cửa hầm Cúi sát miệng gần hầm quan sát Không thấy gì Thỉnh thoảng gió lại nghe tiếng xào xạc Sợ vãi cả linh hồn Có lẽ là ma Vào lính được mấy tháng mà còn trẻ con như vậy đó Một lúc sau chấn tĩnh lại Xác định tiếng Thì đây rồi Cây dừa Nó là nguyên nhân gây ra tiếng Là tàu dừa khô gãy xuống Nằm dọc theo thân cây Gió đưa cảnh đu đưa quện với thân cây phát ra tiếng loạt soạt phiền gác cũng qua đi rồi lại vào ngủ tiếp ngủ một giấc bây giờ có vẻ ngon hơn đang ngon giấc lại ầm giật bắn người vơ lấy khẩu súng lao ra công sự trời ơi lại hai lão hàng xóm khua môi múa mép với nhau làm ông mày mất ngủ nhưng trời cũng bắt đầu sáng dần buổi sáng hôm đó trời có quang đãng hơn tôi bắt đầu sang hầm của bên trường chơi ở đó có anh tân xã nghi phú ở thành phố vinh là a trưởng đồng hương anh tận tình bày vẽ cho chúng tôi đêm hôm gác sách cách xác định tiếng động để phân biệt đâu là chuột đâu là tiếng của địch chào anh tôi về ghé qua hầm anh bá chui vào ngồi chơi với anh một lúc anh bày cho tôi cách cột hai băng đạn đối đầu với nhau và nhắc tôi lúc nào mà lâm trận phải bình tĩnh và không được bắn hết đạn ở trong băng phải để lại một ít thay băng khác là bắn được khỏi cần lên đạn lại. Và đặc biệt, M72 loại có hình người và chữ đỏ nếu kéo ra rồi, không được tọc mạch. Đó là bài học sơ đẳng đầu tiên của người lính chiến. Chào anh tôi ra về. Chui vào hầm, công việc của tôi lại là tát nước ra. Mùa mưa, nước lõng bõng, nếu không tát thì ngập đến ván. Và hái cái lá cây gì thân mọc thẳng, màu đỏ, lá ba cạnh có búp đỏ, hoa vàng, nấu canh chua ăn cũng được. Chiều hôm đó chuyển đạn về các xe bộ binh Mỗi xe có hai thằng tải đạn xuống Lúc nhận nhiệm vụ Bê trưởng cử tôi và lính mới Vào cùng lứa với tôi Đưa đạn lên xe 5 Anh ấy chỉ đường lên xe 5 Chứ không nói quãng đường Hai thằng lên tiểu đoàn bộ nhận đạn Đạn nhọn và hỏa lực B40, B41 Hai thằng theo hướng được chỉ và tiến bước Khoảng hơn 1,5 cây số Hai bên đường cỏ và cây cối mọc um tùm Chúng tôi đang đi ngon lành thì có tiếng gọi Chúng mày đi đâu? Quay lại mau Địch ở trên đấy Thế là quay ngoắt 180 độ Chạy một mạch hú hồn Dạ chúng em đưa đạn lên cho C5 C5 ở đây Trời ơi Đi quá chốt khoảng 10 mét Vì hai bên cây cối rậm rạp Có ai đâu mà hỏi Anh ấy chỉ hầm xe bộ Chúng tôi vào giao đạn xong Tôi nán lại chơi với thằng bạn một lúc rồi về Nhớ đời suýt chút nữa thì hai thằng làm mồi ngon cho bọn Pol Pot. Bài học vỡ lòng của hai thằng lính vừa chân ướt chân ráo vào chiến trường được 5-6 ngày. Chúng tôi về kể lại chuyện. Thôi, rút kinh nghiệm. Thế là lần sau đi một mới một cũ. Anh bê trưởng ơi, chả có lần sau nữa đâu mà rút kinh nghiệm. Tự bọn em rút thôi. Và thực tế trên chiến trường, dần dần chúng tôi cũng đã trưởng thành nhanh chóng, sát cánh cùng với các anh cựu binh làm dạng danh sư đoàn. Thời gian này, khoảng giữa tháng 8 đầu tháng 9 gì đó, địch nó đánh liên tục vào các chốt. Lính ta thương vong cũng nhiều, lại đang là mùa mưa. Nằm hầm, trên trời thì mưa, dưới hầm thì nước lõng bà lõng bõng. Lính ta anh nào ra cũng nhợt nhạt, áo quần thì ẩm ướt, hồi hám, bức bối và ngột ngạt. Ra chúng tôi bắt đầu xuất hiện những nốt hắc lào, ngứa kinh khủng. Trận chiến ngày một khốc liệt hơn, đêm nào cũng nổ súng, Lúc nào cũng vậy, hỏa lực nó dập suốt và chốt tơi bời, sau đó là tiếng hô, nó là lính chốt mất tinh thần, nhưng anh em chiến đấu ngày một kiên cường hơn, gặm nơi này không được, bọn nó lại tìm cách sơi nơi khác. Thế là có đêm nó tập kích vào chốt của mấy đại đội liên tục. Lính mình trong cơm sự hầm hào vững chắc nên thương vong có giảm nhiều. Bọn Popot ở ngoài đồng nước không có hầm hào công sự nên bọn chúng chắc cũng thương vong nhiều. Một ngày, bê vận tải chúng tôi được lệnh lên chốt trước tiểu đoàn bộ. Phía trước cách tiểu đoàn bộ khoảng 300 mét, có hai gò nổi, có hai nhà sàn đã hư hỏng. Chúng tôi di chuyển lên đó, triển khai hầm hào, suốt một buổi chiều. Nói chung công sự và hầm hào cũng tạm ổn, chỉ khổ cho bê trưởng. Chiều nào cũng phải họp báo nên lội nước suốt. Quần áo ướt nhép, anh nào cũng tự giác nấu ăn. Vì chốt ở trên gò độc lập nên không tập trung nấu ăn được Vậy là một ốc đảo Năm sáu thằng giữ Xung quanh đồng nước trắng băng Buồn chẳng có việc Nằm hát nghêu ngao Từ nhạc đỏ đến nhạc vàng Xào xáo tiêu thụ tất Hết chán rồi ngủ tối lại dòng tay căng mắt mà quan sát Nhưng cũng đỡ hơn ở các nơi khác Vì chúng tôi chốt ở tuyến 2 Cũng phải cẩn thận đấy Bọn Pol Pot này danh ma và xảo quyệt lắm Những ngày tiếp theo Ngày thì thỉnh thoảng đi giao tranh chủ yếu là về ban đêm đêm nào cũng choạc nhau có hôm tức trắng cả đêm ra hầm ngồi nhìn các chốt ở phía trên đánh trả cối pháo hai bên đáp trả nhau dữ dội thỉnh thoảng một vài trái vụt tầm nổ rầm rộ ở ruộng nước thừa nhận thời gian đó bọn pol pot mạnh thật các chốt bộ binh lên bờ xuống ruộng với hỏa lực của bọn nó lúc nào cũng vậy mở màn tập kích bằng hỏa lực để làm mất tinh thần lính anh em ở trên chốt thì bình tĩnh chờ vào thật gần chắc ăn mới nổ súng nên một thời gian sau chúng nó cũng ngán chiến trường cũng tạm lắng một thời gian đục và rũi mãi có lẽ bồn pot thiệt hại nặng nên chúng nó cũng ngán mấy ngày tiếp theo giao tranh cũng không căng thẳng như trước có những ngày yên tĩnh đến lạ lùng chỉ có vài loại ak và mấy quả cối bắn vu vơ ở đâu đó thời gian tĩnh lặng đó được lính ta tận dụng nghỉ ngơi tắm ra thoải mái nhưng cũng phải có người cảnh giác Cảnh giới liên tục Trời có sáng sủa hơn tí chút Nên quần áo anh em cũng đỡ ẩm ướt chỗ tuyến hai của bê vận tải chúng tôi cũng nhàn Nhưng anh em ít đi lại với nhau Mỗi lần đi đâu Chỉ mặc quần lót để mà lội Ngoài những lúc ngủ Chúng tôi sửa hầm hào và cải thiện Thùng đạn AK có đai như đai hộp thịt Cắt ra làm lưỡi câu Dây câu Lấy một nõn của dây võng tách ra Về lại cho xoắn Cần câu thì cây thiếu gì Xong rồi ra sau chốt ngồi câu Chỉ câu được cá nhỏ như ngón tay Nhưng được nổi canh chua ngon lành Và chủ yếu là mua vui Chiến trường những ngày này lắng dịu Nhưng chúng tôi phải cảnh giác cao độ Nhất là về ban đêm Có lẽ bọn Pol đang chờ cơ hội Mình mất cảnh giác để choảng mình đây Vào một đêm Cũng như bao đêm trước Chỉ có vài tiếng nổ rời rạc Xong ca gác của mình tôi đổi khác vào nằm đang chớp mắt mơ màng, bỗng tiếng hỏa lực tập kích vào chốt tuyến một ở phía trên chúng tôi chỉ cách khoảng 100 trăm mét. Tiếng hò hét điên cuồng của bọn Pol Pot, hỏa lực B 40 B 41 và DK nổ liên tục như bắn liên thanh, đỏ rực một giải chốt ở phía trước, rồi liên hoàn các đại đội khác cũng bị đánh vào, nhưng cường độ có nhẹ hơn. Tiếng nổ kéo dài khoảng hơn 30 phút sau, không biết của bên nào rồi cũng tạm dịu đi một lúc rồi lại gắt gỏng và hung hãn hơn trước. Chúng tôi nằm ở tuyến 2 lo lắng cho anh em ở phía trước, không biết có trụ được tới sáng hay không. Và tiếng súng kéo dài mãi nên cũng yên tâm vì chốt vẫn còn. Nếu mà mất chốt thì tiếng súng đã im rồi. Phía sau tiểu đoàn bộ cách khoảng 50 mét, hai khẩu cối 120 của trung đoàn bắn liên tục, nằm trách về phía tiểu đoàn bộ. Bên cánh trái là khẩu 85 và xa hơn một chút, khẩu 37 hạ ngang tầm nhả đạn liên tục. Đạn 37 đỏ lửa bay thấp kết hợp với pháo 85. Các loại cối của tiểu đoàn cũng bắn cấp tập. Trời ở phía đông đã hửng sáng. Bây giờ là màn dạo đầu của pháo sư đoàn. Lấy chốt tiền tiêu làm chuẩn, có bộ binh chốt hướng dẫn. Bắt đầu vài viên xác định tọa độ. Tọa độ xong, cấp tập bắn giải đều lên phía trước. Bọn Pompot có lẽ no đòn với trận pháo này. Khoảng 8 giờ, tiếng súng im hẳn. Hai bên chắc đã mệt nhoài Sau mấy tiếng thi tố tài năng Và sức chịu đựng Kết thúc trận đánh Các chốt của tiểu đoàn 8 Và toàn tuyến của trung đoàn 266 đứng vững Các tiểu đoàn khác không biết như thế nào Riêng tiểu đoàn 8 của chúng tôi Thương vong không đáng kể Sau này anh em trên chốt kể lại Bọn Pol Pot bị rất nhiều Nhưng anh em không ra thu vũ khí được Vì ruộng nước rất chống trải Sau trận đánh đó khoảng 2 ngày Chúng tôi có lệnh bàn giao chốt không biết đơn vị nào vào thay thế. Hành quân ra ngã tư nhà thương, ở đó đã có một đoàn xe GMC đang chờ sẵn. Chúng tôi lên xe, lật cánh sang hướng sang kè. Xe chạy trên một con đường cao, khoảng 5 km tới một ngã ba sẽ phải. Hai bên đường cây tốt nốt rất nhiều. Xe chạy thêm khoảng 5 cây số nữa thì dừng lại, xuống xe tản đội hình, lệnh trên xuống, tối nay chú quân tại nơi này. Bên chúng tôi được chỉ đóng trên một cái gò cao anh em triển khai công sự Nhưng sơ sài thôi Vì biết được ngày mai đánh vận động Nên cũng lười đào hầm Sáng hôm sau chưa có lệnh hành quân Đơn vị nghỉ một ngày thoải mái Những giây phút yên bình của chiến tranh Tận hưởng đi mấy chẳng lính Mấy thằng chúng tôi rủ nhau Tìm rau cải thiện Chỉ cần một nắm rau muống Và một gói mì tôm là đã có một nồi canh ngon Mì tôm chúng tôi được phát phòng Khi không nấu được cơm Ở phía trước đơn vị chú quân có một vườn bỏ hoang, cỏ mọc rất tốt. Chúng tôi dò dẫm bước vào, chân dơ cao, căng mắt để nhìn, đặt ghẽ chân xuống, để tránh mìn. Chẳng có mìn, kia rồi, mấy cây ổi ở phía sau nhà sàn. Lâu ngày không có người ở, bị xuống cấp trầm trọng. Thoáng một chốc, đã có mấy thằng người vượn, vắt vẻo trên cây ổi hái quả. Ăn chán chê, hái về hai mũ cối, chia đều cho các đồng đội ở trong tiểu đoàn. Rau chẳng có, Buổi trưa ăn cơm xong, tôi và anh Tân cùng thằng Đạt được lệnh đưa khẩu đại liên trả cho tiểu đoàn 7, lúc chốt ở ngã tư nhà thương mượn. Tới tiểu đoàn 7, bàn giao súng xong, đang ngồi chơi, bỗng có tiếng máy bay xẹt qua và tiếng bom nổ ở phía trước bên phòng tuyến của địch. Máy bay vòng lại, rồi ba quả bom chùi chuỗi lao xuống, nhưng lần này lại bên ta. Theo hướng đó thì đơn vị mình đang trú quân, ba thằng vội chạy về đơn vị hú hồn, bom nổ cách xa ở phía đơn vị khoảng 500 mét. C-17 công binh đang dò gỡ mìn trên con đường độc đạo đó. Ba quả bom, một tịt, hai nổ, chỉ bị thương nhẹ. Một lính công binh. May thật, các ông lính nhà trời đang ngủ gật thì phải. Nếu tỉnh ngủ, lùi lại chút xíu, thì bọn bộ binh chúng em tha hồ mà khiêng. Tối hôm đó, nhận lệnh, một giờ sáng hành quân vào vị trí. Khoảng 12 giờ đêm trời mưa tầm tã lính ta không ngủ được ngồi dậy chùm áo mưa che người và súng đạn lên hậu cần lấy cơm về ăn kèm theo một vắt cơm nắm xuất ăn trưa cơm chan nước mưa cũng vẫn ăn không biết ngày mai có được ăn cơm nữa không lệnh hành quân đại đội năm mũi chủ công tiền nhập trước theo con đường độc đạo mà lính công binh đã gỡ mìn mìn chống bộ binh không có mìn chống tăng rất nhiều Công binh moi lên và lấy kíp nổ rồi Vừa lăn lóc hai bên vệ đường Ở phía sau đại đội 5 là đại đội 6 Sau nữa là hai khẩu cối 8 của đại đội 8 Và tiếp theo là tiểu đoàn bộ Tay trái của đại đội 5 Cách một cánh đồng ngập nước Là đại đội 7 ém quân bên bờ mương nước Thấp lẻ tè, Không có vật che chắn Chờ lệnh nổ súng Bê vận tải của chúng tôi Chú quân ở vế tay trái trên gò đất Trời còn tối Tôi men theo bờ hồ trước bê vận tải để lấy nước vào bình tông Cho viên cửa trùng vào Lắc cho tàn thuốc một lúc Một lúc sau là dùng được Vì buổi chiều qua trời mưa Nên không đun được nước Trời mờ sáng lại có lệnh nổ súng Mở đầu Pháo của sư đoàn kết hợp với cối 8 Và cối 6 của tiểu đoàn nhả đạn Hai xe bộ binh vận động lên Cách điểm phòng ngự của bọn Pol Pot Khoảng 50 mét Thì hỏa lực của Pot bắn tới tấp Vào các đại đội đang vận động Trong khi đó sáu xe 113 phối thuộc đang ì ẩm ở phía sau và tách làm hai tốp. Tay phải và trái của con đường độc đạo đó kết hợp với bộ binh đánh lên. Hỏa lực B40, B41 cùng với DK của Pol Pot bắn chặn đầu xe thiết giáp nên không tiến lên được. Trong khi đó, bộ binh cũng bị hỏa lực của bọn Pol Pot trên đường cao chặn lại. Đại đội 7 nằm dưới mương nước thấp lè tè, chịu trận. Còn đại đội 5 bên này cũng chả khá hơn. Khoảng 8 giờ, một tiết giáp phía trái vượt qua con đường, tăng cường cho cánh trái. Vừa lên đường thì vướng phải mìn, xe lật nghiêng bên vệ đường. Một chiếc khác lại băng qua, nhưng đi trên cầu nhỏ lại vướng mìn ở mép cầu bên kia. Cầu sập, xe bị lật nghiêng xuống cầu. Khoảng 10 giờ trưa, các mũi không phát triển được, đành nằm chịu trận dưới tầm hỏa lực của bọn địch. Chúng tôi vào đưa thương binh tử dĩ ra mà không đi được, phải bò từng quãng. Ngẩng đầu lên là bị chúng bắn ngay. Từng quãng như vậy, chúng tôi đã dần đưa được thương binh ra trước. Đến nơi hai chiếc thiết giáp bị lật, có một lính trong xe lật bị đạn đè lên đã hy sinh. Nước chảy qua đầu, cứ vật vờ theo dòng chảy của nước. Chưa chuyển xong thương binh tử sĩ ra hết, khoảng hơn 20 cả hai đại đội và lính thiết giáp. Chúng tôi có phút rảnh rỗi ngồi ăn cơm nắm xuống hồ nước lúc tối rửa tay. Ôi cha mẹ ơi, một cái xác nổi lềnh bềnh của lính pốt, cá đang làm nhiệm vụ thu dọn chiến trường ở quanh cái xác đó. Chết kiếp đi được, nhưng nước uống rồi thì làm sao đây? Nôn và ọe nó không ra. Đến quá trưa, trận đánh vào hồi kết, địch giữ được bờ đê, lính ta không lên được. Bắt đầu công việc của chuột chuỗi, khoét vào hai bên đường đê để có chỗ núp mà tránh đạn bắn tỉa của địch các đội, đội nằm nguyên ở vị trí. Tiểu đoàn bộ chuyển vào gò ở phía bên trái đường. Chúng tôi di chuyển theo tiểu đoàn bộ, lập chốt phòng ngự trước tiểu đoàn bộ. Trên đường vào đó, mìn nhiều kinh khủng. Sau một ngày giao tranh ác liệt, chiến trường cũng tạm in tiếng súng. uể oải và buồn. Trận đánh vận động đầu tiên của thằng lính mới đã bị thua. Chúng tôi trải áo mưa, nằm nghỉ để chờ cơm của hậu cần. Tối hôm đó, tập trung nghe bê phổ biến tình hình của chiến trường và nhiệm vụ của mấy ngày tới của đơn vị, chốt chặn tại đây. Hôm sau, chúng tôi trở lại trung đoàn nhận đạn bổ sung. Tôi, toàn, Trần, lính 77 Diễn Châu, Chiến, lính 77 Vĩnh Phú. Chiến đi trước, Trần đi thứ hai, toàn đi thứ ba, tôi thì đi sau cùng. Cách tiểu đoàn bộ khoảng 500m. Bỗng Oanh Theo phản xạ, tôi nằm xuống. Quả đạn pháo nổ ngoài ruộng nước Trách ở phía trên Cách chúng tôi khoảng 10 mét Chiến quay nửa vòng ngã xuống Trần thì bị mảnh đạn vào chân Đang kêu la Tôi chạy lên với Chiến lật người dậy Chiến đã tắt thở Toàn đang băng cho Trần Tôi chạy về báo lấy thêm người Để đưa thương binh tử sĩ về phẫu Bốn thằng hai cáng Ra đến phẫu rẽ theo hai đường Tôi và Toàn đưa Chiến vào một cái lán che tạm Có sạp cao lát ván một anh đi ra Đưa cho chúng tôi một bộ quần áo Quần gabardin mới Một khăn Một thẻ hương Toàn và tôi giặt khăn Lau rửa cho tử sĩ Chiến nằm đó Một miếng đạn găm trúng vào tim da trắng bệch Hai mắt khép hờ như đang ngủ Lần đầu tiên tôi chứng kiến Cảnh đồng đội hy sinh ngay trước mặt mình Giờ đây tôi tự hỏi Sao thằng lính mới như mình Không rơi giọt nước mắt nào Không lẽ nó mới vào chiến trường Được một thời gian mà tâm hồn mình trai sạn đến vậy sao? Hôm nay viết lại những dòng này, nước mắt tôi cứ trực trào ra. Thường lắm, nhớ lắm các đồng đội. Sau khi khâm liệm xong, toàn thắp hương lầm rầm khấn. Tôi đứng gần chả nghe được câu gì, chỉ nghe câu phù hộ cho bọn tao. Tôi và nó quay lại trung đoàn để nhận đạn. Còn hai thằng kia đã gánh đạn về trước. Nó và tôi lủi thủi. Chẳng ai nói với ai lời nào buồn quá không biết ngày mai ngày kia và những ngày tới sẽ đến lượt ai cuộc chiến ngày một gốc liệt hơn ai còn ai mất đây khoảng ba ngày sau chúng tôi được thay chốt hành quân ra vị trí tập kết đã có xe chờ đón sẵn xe chạy quay lại đến ngã tư nhà thương thì rẽ phải một lúc một lúc sau tới phải bến sỏi chạy tiếp đến thị xã gò dầu qua cầu gò dầu theo đường một đến cửa khẩu Mộc Bài, xe chạy đến Ba Vét 2, dừng lại đổ quân. Chúng tôi rẽ trái đường. Mấy hôm nay trời mưa, đường trơn và lầy lội. Lính hành quân vất vả, khoảng hai cây số tới vị trí tập kết của đơn vị. Đại đội chúng tôi phía trái bên đường. Trên nền nhà chỉ còn trơ lại một bức tường. Anh Khanh, anh Trung và tôi chống hai cái xào chéo để căng tăng làm lán chú mưa. Trời mưa to, ba anh em đang chú mưa thì tường sập cả ba bị đè trong đống đổ nát đó. Anh em chạy đến bới chúng tôi ra, vì đang ngồi bị đè sập xuống nên chúng tôi bị ở lưng. Ba anh em được cáng ra viện trung đoàn. Tôi anh Khanh ở lại, anh Trung chuyển lên tuyến trên. Từ đó tôi không gặp lại anh ấy nữa. Mới đầu tôi cứ nghĩ bị gãy cuộc sống, thế là xong đời. Mình sẽ làm bạn với xe lăn, đời sẽ hầm hưu. Bác sĩ tiêm trực tiếp vào lưng cho tôi Khoảng 5 ngày sau tôi thấy đỡ đau hơn Và làm theo lời là bác sĩ Cũng ổn và đã đi lại được Tôi mừng quá Phía bên kia đường là D25 vận tải của sư đoàn Tôi qua đó chơi vì có anh đồng hương lính 74 Anh rủ tôi Ngày mai theo xe về Tây Ninh chơi Sáng hôm sau tôi theo xe đi chơi Xe chạy về ấp cao xá Trong lúc chờ xe bốc hàng Tôi ghé thăm bà má Mà ngày trước tôi đã ở đó Má ngoài chợ chỉ có hai em loan và phụng ở nhà loan ít hơn tôi ba tuổi còn phụng nhỏ hơn nhiều phụng chạy ra chợ gọi má về má mừng quá má mời tôi ở lại ăn cơm trưa với gia đình tôi từ chối vì xe chạy lúc nào không biết ngồi một lúc tôi xin phép má ra về tiễn tôi ra có má và em loan má nói với tôi bên đó mà căng quá thì con về đây với má tôi chỉ dạ rồi bước tiếp trên xe tôi suy nghĩ rất nhiều và tự nhủ lòng mình. Dạ thưa má, nếu con có suy nghĩ khác thì con đã không ở đây đến ngày hôm nay. Con cảm ơn má nhiều. Phía trước còn đồng đội của con, phía sau còn cha mẹ, còn người thân của con nữa. Đã vào đây thì con đã chấp nhận tất cả. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ đó và vui vẻ ngắm cảnh vật hai bên đường. Trưa hôm đó, xe dừng lại ở gò dầu để ăn cơm. Tôi được anh lái xe, chiều đãi bắt phở, ngon không thể tưởng tượng được. Khoảng 2 tiếng, tôi về tới phẫu. Thời gian ở phẫu chán ghê. Ngày hai lần thuốc và cơm. Thời gian rảnh đi câu. Mấy ngày tôi ra viện, còn anh Khanh thì ở lại. Anh này lính 74, nghiện thuốc nặng. Lúc nào cũng ốm với đau, rền rậm. Nói chung là tư tưởng. Tôi và mấy anh lính ra viện đón xe trở về đơn vị. Qua trung đoàn bộ, trung đoàn 2 tôi tìm hai thằng đồng hương chơi một thằng là vệ binh còn một thằng ở bắn tỉa tìm thằng vệ binh chơi nó báo tin là thằng dũng bắn tỉa bị bôn pốt tỉa lại trúng vào cổ chắc chết rồi thôi dũng ơi số mày sao ẻo vậy trên trung đoàn bộ ấm gáo quá còn gì thế mà nó không chết mới tài chứ ngày ra quân gặp nó mừng quá sẹo to đùng ở cổ giờ dũng ở nha trang gọi điện mời vào chơi suốt về tới đơn vị chiều hôm trước Đến ngày hôm sau thì được rút ra nghỉ ở rừng sợ Trong thời gian tôi nằm ở viện Thì đơn vị tôi choảng nhau rất khốc liệt ở ba vết 2 Quân số bị hao hụt Lính chiến thì mệt mỏi Chúng tôi trú chú quân gần ở ngã ba cổng trào Thời gian này vào khoảng đầu tháng 10 năm 1978 Đơn vị chúng tôi trở về tuyến sau để nghỉ Nhưng công việc hầm hào vẫn duy trì tốt Không chủ quan với bọn Pol Pot được Tôi ở vận tải ít hôm thì chuyển qua bên thông tin hữu tuyến, có lẽ bên trưởng vận tải nghĩ tôi bị ảnh hưởng cột sống nên chẳng làm nên cơm cháo gì. A trưởng là anh Hạnh Quỳnh Lưu, thế là một công việc mới, ngày hai buổi, một lính hướng dẫn tôi giải dây và cuộn dây. Một hôm tôi được cử xuống đại đội 7, thay máy thông tin bị hỏng, một mình một máy, máy màu xanh, cái hộp gọn và nhẹ, chứ không như máy màu đen của Nga hay của tàu thì nặng hơn vào đến xe bộ C7 thay máy. Tôi loay hoay mãi, chẳng biết tháo dây ra như thế nào. Đã học tháo lắp dây khỏi máy đâu mà biết. Lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Thấy vậy một cựu lại hướng dẫn cho tôi và hỏi. Mới à? Dạ em mới lên thông tin được hai ngày, chưa biết cái gì cả. Cựu cười và thả một câu. Chết thật, lính với tráng. Trên đường về tôi cứ cười thầm. Đúng là ngáo ngơ. Không biết cũng chẳng hỏi Thời gian đó khoảng là tháng 10 Thời tiết căm cũng bắt đầu chuyển sang mùa khô Các cánh đồng và nước mương bắt đầu cạn dần Lính bắt đầu công việc cải thiện tát cá Xong nấu cơm, đĩa đựng thức ăn đều được tận dụng cả Bè bờ, tát và tát Cá nhiều lắm Hết kho lại nấu cháo Vui thật Dọc đường nơi đơn vị chúa quân Thỉnh thoảng có xe hậu cần của trung đoàn Chở thực phẩm qua rau xanh và bắp cải Lính tót lên xe Trộm bắp cải rồi vứt xuống Mới hôm sau xe chạy qua Có người ngồi canh ở đằng sau Thế là phải xin Lính trên xe cũng vứt cho một vài cái Ngoài giờ học chính trị Chẳng có việc gì làm Tôi và thằng Hoàng cũng lính 78 Tìm hoa quả Xung quanh hồ nhiều cây mãng cầu Quả chín vàng lủng lẳng Tôi thì chẳng thích cái mùi của quả đó Không ăn được nhưng cũng hái về cho anh em xuống dưới sát mé đường có cây dừa chịu quả. Nó và tôi lại không biết trèo. Đứng ở dưới nhìn mấy buồng dừa mà thèm rõ rãi. Thôi được, ngày mai chúng ông sẽ có cách. Đúng sáng ngày hôm sau, tôi và nó lấy cái rìu. Rìu của dân ca rất sắc. Ra chặt hẳn cây dừa đi. Chính sách dân vận học rồi nhưng thèm và cũng chẳng ai biết đâu. Cây dừa đổ cái rầm. Ngọn dừa vươn ra tới đường quả nhỏ văng tung tóe vừa lúc đó có một liên lạc tiểu đoàn và tiểu đoàn phó đi tới ông ấy quát ẩm mỹ lên bắt liên lạc tìm ai vừa chặt rửa liên lạc chạy vào thấy hai thằng tôi đang đứng như trời trồng nó xua tay ra hiệu thế là hai thằng chúng tôi lủi thật nhanh làm bộ tìm một lúc không được nó đi ra báo cáo là không tìm thấy ai chờ cho hai thầy trò đường tăng đi xa một đoạn hai thằng chúng tôi mới mò ra đường rồi chuồn về Chẳng nghĩ đến rửa nữa Hú vía Trả diều lại vị trí cũ Cho B Tôi lò dò lên tiểu đoàn bộ Thấy thằng liên lạc Nó cứ lửa mắt nhìn tôi Quay 180 độ Tôi lủi ngay Chúng tôi nghỉ ở rừng sở Khoảng 20 ngày Thì có lệnh hành quân ra đường 1 Tới nơi đã có một đoàn xe Chờ sẵn ở đó Xe chạy quay lại ngã ba gò dầu Rẽ bên trái Theo đường 13 thẳng tiến Khoảng 2 giờ chiều xe dừng lại đổ quân xuống hành quân bộ hơn một km gặp một xóm nhỏ nhà sàn lập bằng tranh nhỏ và lụp sụp dân chắc thì đi sơ tán hết chỉ có du kích ở lại bảo vệ làng các thủ trưởng làm việc với du kích tôi nghe loáng thoáng hôm qua du kích đụng bọn pol pot ở trong rừng hiện có một người hy sinh còn nằm ở trong ấy chưa lấy ra được sau khi bố trí các vị trí đóng quân tối hôm đó đơn vị dừng chân ở đấy chúng tôi mắc võng nằm ngủ ở dưới nhà sàn, không dám bén mảng lên nhà vì lệnh cấm. Sáng hôm sau, chúng tôi được lệnh hành quân ra đường 13, chốt chặn. Nhiệm vụ chốt chặn đường 13, đại đội 7 nằm ở ngã tư đường 13, còn các đại đội khác nằm giải rác quân dọc ở hai bên đường. Phía sau tiểu đoàn 8 có tiểu đoàn 7 cũng nằm dọc hai bên đường. Nhiệm vụ chủ yếu nhằm chia cắt bốn pot ở phía đông và phía tây đường 13, không cho chúng liên lạc và vận chuyển vũ khí, lương thực để hỗ trợ ở bọn phía trước. A à, hữu tuyến của chúng tôi nằm ở phía đông đường 13. Sát chúng tôi có tổ hữu tuyến trung gian của đơn vị nào, đang chốt cùng đường 13. Nhưng phía đại đội 7, ở đây chỉ có ba lính, nói toàn tiếng miền Nam, đảm nhiệm cả một quãng dài như vậy cũng hơi ớn. Lúc chúng tôi về đây, anh em tổ trung gian rất vui. Ít hôm sau, mấy lính miền Nam rủ chúng tôi đi đánh cá ở suối. Suối đó là nơi hậu cần của đại đội 6 lấy nước để nấu ăn, tắm giặt và cùng tiểu đoàn bộ. Mấy lão vớ đầu một quả B40, lấy cái gì đục đục, trọt trọt một hồi. Chúng tôi chạy tué lòe hết. Không biết thì tốt nhất là tránh khỏi, màng vạ vào thân. Và gọi chúng tôi đi. Trên đoạn suối có một cái hố bom. Các lão đốt thế nào mà đạn cháy khói đen mù mịt. Tụt xuống hố bom, dìm quả đạn xuống. Nước đi như vậy Lúc nào hết khói thì cá say nổi lên Chúng tôi nhảy xuống bắt cá Nhưng cũng được ít thôi Đang bắt cá thì phía trên bờ suối Chốt đại đội 6 súng nổ dữ dội Đạn bay cả về phía chúng tôi Vậy là nhảy tót lên bờ Vội vàng quần áo Một lũ tồng ngồng chạy về đơn vị Giờ nghĩ lại Vẫn tủm tỉm cười một mình Nhớ thật Sau mỗi lần tắm giặt Thì chúng tôi phải có người cảnh giới đàng hoàng Vì nơi tắm cách đường khoảng 15 mét, rừng rậm nên cũng thấy ớn. Một đêm, đường dây lên chốt của đại đội 7 bị mất liên lạc, tôi với anh Huy đi kiểm tra. Hai thầy trò lọ mọ trong đêm, lần này mò theo dây mìn để tìm mối nối. Gần tới đại đội 7 thì thấy mối đứt. Sau khi xong việc, chúng tôi ở lại đại đội 7 luôn, không dám quay về trên đoạn đường rừng rậm hơn năm cây số. Sáng hôm sau về cho an toàn. Sáng hôm sau về. Hai thầy trò đi qua một xe hồng thập tự Bị Pol bắn cháy mấy hôm rồi Tôi tò mò lại xem Xe bị cháy trụi Phía bên lái nơi chân ga Còn in hình bàn chân người lái Lạc đắc vài mủm xương còn sót lại Bọn này dã man thật Xe cứu thương mà nó cũng bắn cháy Mấy hôm sau Tôi lên đại đội 7 trực máy Đại đội đóng gần ở ngã tư đường Phía tay phải bên kia hồ Một bê bộ binh án ngữ bảo vệ hồ để lấy nước sinh hoạt cho cả xe nước hồ đục ngầu nhưng không gần ở suối nên bắt buộc phải dùng. Dưới tiểu đoàn bộ ở phía sau nên ít bị tập kích. C7 trên này đêm nào cũng bị đánh liên tục. Ít ngày sau, có hai thiết giáp loại 4 lốp đặc và khoảng một xe bộ binh không phải của sư chúng tôi bắt đầu đánh ở phía trước chốt C7, từ ngã tư đường đánh lên. Vì hai bên là rừng rậm nên thiết giáp cơ động hai bên đường, nổ súng. Phía sau có bộ binh hỗ trợ. Tiếng súng nổ giòn dã. Khoảng hai tiếng sau thì tạm dừng. Chúng tôi ra đường xem. Một lúc sau, có hai cáng thương về qua chúng tôi. Anh em nói ở rừng mình nhiều lắm. Sau khi ngừng một lúc, tiếng súng lại tiếp tục nổ vàng dữ dội. Khoảng hơn ba giờ chiều, sau khi tông đường xong, hai thiết giáp lại trở về. Không thấy bộ binh, chắc họ ở lại rũ chốt đường. Tôi ở C7 được một tuần thì có người khác lên thay. Về đến tiểu đoàn bộ thì a chúng tôi và b vận tải chuyển qua phía Tây đường 13, chốt bảo vệ phía trước cho tiểu đoàn bộ. Một ngày có một đơn vị bộ binh đi qua, tôi chạy ra, được biết đó là tiểu đoàn 9, trung đoàn 266 của chúng tôi. Một lúc sau, tôi gặp anh Hồng Lõ, anh ấy đưa cho tôi 20 đồng, tiền bố mẹ gửi lúc anh ấy về thăm gia đình. Tôi mừng quá hỏi thăm tình hình gia đình thế nào. Cả gia đình đều khỏe. Anh tôi ở công nhân đã nhập ngũ. Bố mẹ trách tôi là không viết thư về cho gia đình. Tôi lại nhắc viết thư lắm. Mà viết thì nói gì đây? Kể khổ và súng đạn thì ông bà lại lo. Vậy thì thôi. Ông bà ít biết thì đỡ lo cho mình hơn. Anh em trộn trò một lúc, anh ấy hành quân theo đơn vị. Lúc này vui như vậy, bây giờ tôi mới thấy nhớ gia đình anh tôi nhập ngũ, phía sau còn năm tàu há mồm đang lít nhít, không biết sống thế nào đây. Thời buổi bao cấp, tuy mình ở nhà chẳng giúp gì được bố mẹ nhưng cũng thấy lo lo. Nhưng một lúc sau, tôi lại quên liền, đúng là tuổi trẻ, vô tư như ngan. Ngày hôm sau, có đơn vị được tiểu đoàn 9 thay chốt về ngang qua chúng tôi. Đơn vị này biên chế lạ, vũ khí toàn của Mỹ. Tôi nhớ lính mang M79, có mặc áo như áo jacket kép Đạn M79 dắt nhiều ở trước áo Lính nói tiếng miền Nam Đóng quân ở đó khoảng hơn 10 ngày Và một chiều Đơn vị được lệnh di chuyển ngược lại đường 13 Khoảng 5 km Qua vị trí chốt của dây 7 Rồi rẽ phải đi sâu vào trong rừng Theo đường công binh mới mở Tối hôm đó nghỉ lại ở trong rừng Sau khi ổn định vị trí rừng chân Thì một trận mưa rừng khủng khiếp trút xuống tôi ở bên gò mối căng tăng làm lán tạm nhưng không được ướt như chuột lột cả vũ khí và đồ đoàn ngày đó mới vào chiến trường lính mới như chúng tôi lượm được mũ sắt của anh em lính cựu đội vào và mang một cái bồng làm bằng bao công sự của mỹ để trông như một lính cựu thực thụ mũ sắt thì nặng còn bồng thì nhẹ vì ít đồ và cũng gọn nhẹ nữa sáng ngày hôm sau tiếp tục hành quân vào sâu ở trong rừng theo hướng Tây. Trên đường tôi gặp hai đồng hương cùng nhập ngũ một ngày. Nó ở trinh sát E2, trung đoàn 270. Mừng lắm, mấy tháng nay mới gặp nó. Trò chuyện một lúc, tôi phải chạy theo đơn vị. Chiều hôm đó dừng chân nghỉ ở trong rừng. Nghe anh em nói ở phía trước, cách gần một km là sông Vàm Cỏ. Đơn vị chúng tôi dưới tán cây rừng rậm rạp rừng hòa hội. Vì chuẩn bị cho một chiến dịch lớn tiêu diệt bọn Pol Pot, lâm le đánh chiếm Tây Ninh. Nên các đơn vị trú quân ở đây rất nhiều. Chiều hôm đó, được lệnh, tất cả đơn vị kiểm tra lại đồ đoàn súng đạn thật tốt để bảo đảm cho cuộc chiến ngày sắp tới. Buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, nhận một vắt cơm để dành cho ngày mai. Buổi tối ngày 22 hoặc ngày 23 tháng 12, có lệnh hành quân bắt đầu. Đây là trận đánh luồn sâu đầu tiên của lính mới. Từ lúc vào đến giờ, chỉ có chốt và chịu trận, hồi hộp và lo lắng. trong rừng trời rất nhanh tối, hành quân được một lúc lại nghỉ, ngồi nghỉ ở trên đường, không được rẽ sang hai bên vì sợ mìn. trời tối mịt, không rõ phương hướng, chỉ nghe tiếng súng đạn và chạm lách cách thế thôi. nghỉ một lúc lại có lệnh tiếp tục hành quân. a hữu tuyến của chúng tôi mỗi người ngoài đồ đoàn súng đạn là hai cuộn dây và một hộp máy, cũng nhẹ thôi chỉ thương cho các anh lính hỏa lực và vận tải hành quân như vậy một lúc sau thì ra khỏi rừng trời có sáng hơn một chút đường bằng và dễ đi hơn bờ sông vàm cỏ đông đây ư trong bài hát sông vàm cỏ đông nước xanh biêng biếc chả thấy màu xanh mà chỉ thấy một màu đen kịt vì tối như lũ hút làm sao mà phân biệt được nước xanh hay là đen bắt đầu vượt cầu phao công binh giỏi thật Trời tối mà bắt được cầu phao Cầu phao hai bên là thùng phi Giữa một lối đi hẹp Một bên có tay vị Lính hành quân mang vác nặng Cầu cứ dập dành Qua bờ sông Vàm Cỏ Bắt đầu một cuộc lội sinh lầy Sinh lầy ngập đến ngang đầu gối Rất khó đi Lính hành quân thật vất vả Bùn nước, mồ hôi, quần áo ướt hết Nhưng rồi cũng đến bờ ruộng cao Đơn vị được nghỉ một lúc Thế là nằm xuống bờ đủ các tư thế nghỉ Vài điếu thuốc được truyền tay nhau Mỗi lần rít phải úp tay lại để che ánh sáng Ở phía đông trời bắt đầu hưởng sáng Và lúc này đại đội bộ binh đã triển khai xong vị trí xuất kích Trời mờ sương Đến khoảng 6 giờ 30 lệnh nổ súng bắt đầu Mở man là hỏa lực quất và phun tới tấp Bộ binh bắt đầu xung phong Trận đánh quá đẹp và bất ngờ Làm cho bọn lính áo đen trở tay không kịp tiếng súng chống trả yếu ớt rồi im lặng các đại đội bộ minh làm chủ hoàn toàn trận địa ta không có thương vong trận đánh đầu tiên luồn sâu của chàng lính quá tuyệt vời làm phấn khích anh em và đồng đội các đại đội bắt đầu triển khai tấn công tiếp còn bộ phận tiểu đoàn bộ chúng tôi lẽo đẽo theo sau nhưng cũng phải đề phòng bọn pol đánh tập hậu khoảng 10 giờ cả đơn vị đại đội 8 tràn vào một phum bọn địch tháo chạy bỏ lại cơm và thức ăn đang dở. Tôi theo anh em vào căn nhà hậu cần của bọn Pol Pot, nhưng không dám đụng vào cái gì vì lệnh trên cấm. Chiều hôm đó, nhai cơm vắt mà thèm nhỏ dãi, nồi thịt sôi lục bục ở trên bếp hậu cần của bọn Pot. Nhưng cho cũng không thể ăn nổi, vì mấy thằng Pot bị tiêu diệt nằm đó, nhìn mà thấy ghê. Chiều chiều, đơn vị lại tiếp tục phát triển lên hướng Tây. Địch ở đây chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy. Lúc đó tôi nghe anh em nói phẫu của địch nhưng chỉ còn xác địch và bông băng dính máu vứt bừa bộn. Mấy thằng định vào nhưng mùi hôi khó chịu quá nên cũng ngán. Qua phẫu của địch lúc này tiểu đoàn bộ cũng không phải là sau trước gì hết. Bắt đầu dàn hàng ngang tràn qua cánh đồng lúa đã chín vàng đánh vào mấy nhà sàn ở trước mặt. Bọn pot chống cự vài viên lẹt đẹt rồi chạy mất hút. Ở phía trên các đại đội bộ binh tiếng súng lúc rộ lên, lúc thì ngừng. Tiểu đoàn 8 chúng tôi đã làm chủ trận địa và phát triển thuận lợi. Khoảng 6 giờ có lệnh dừng tấn công. Vậy là sau một đêm, một ngày, luồn sâu đánh địch. D8 và các đơn vị bạn đã thu nhiều kết quả đáng mừng. Riêng D8 của chúng tôi chỉ thấy vận tải tiếp đạn cho các xe bộ binh, chứ không thấy cáng lính về. Điểm dừng chân tối hôm đó dây bộ chú quân ở trong một nhà sàn còn vận tải và thông tin ra ngoài ruộng nằm triển khai công sự phòng địch tập kích trừ mấy thằng hai oát trực đài cùng dây bộ ai hữu tuyến của chúng tôi thì đánh vận động nên tối đó không phải giải dây bây giờ lính ta đã thấm mệt sau một ngày vận động các anh nuôi làm việc nổi lửa lên em cơm xong các cán bộ lên họp về đưa tin thắng trận của các đơn vị làm anh em phấn khởi vui mừng giết bao. Ngày đầu chiến dịch, thu được nhiều thắng lợi đáng kể. Anh em phấn khởi lắm, tinh thần lên rất cao. Sáng ngày thứ hai, toàn bộ đội hình đơn vị đánh theo hướng Tây Nam. Sau khi vượt qua một cánh đồng ruộng lầy lội tới bờ sông, tôi không biết tên con sông này là gì. Có mấy xuồng cao su của công binh đón, mỗi lần chở chỉ được khoảng 6-7 người. Dùng mái chèo và dây kéo qua lại qua một vùng ruộng lầy bắt đầu vào đến gần bìa rừng thì phát hiện gặp địch c 6 dây bộ và c 8 nằm lại đánh trả còn hai xe bộ binh một trái một phải đánh vào sườn tiếng súng nổ ác liệt ở phía trên bọn bột bút chống cự cực liệt khoảng 30 phút sau c 5 và c 7 đã làm chủ hoàn toàn trận địa địch bị tiêu diệt rất nhiều nhưng đơn vị có thiệt hại mấy cáng chuyển về sau có cả thương binh và tử sĩ sau khi tiêu diệt cụm địch, đơn vị tiếp tục phát triển ra khỏi khu rừng và tới một chảng trống. C5 vừa ra khỏi chảng trống thì bọn Pol bên kia nổ súng dữ dội vào đội hình. Đã có mấy lính đi đầu ngã xuống. Lúc này đây, các loại cối của tiểu đoàn mới làm việc. Hai khẩu cối 8 và ba cối 6 cộng với DKZ82 đánh trả dữ dội. Hai xe bộ binh còn lại rẽ theo hai cánh ở bìa rừng chảng trống đánh vào hai bên rừng của địch và khép chặt vòng vây. Còn tiểu đoàn bộ, vận tải thông tin và trinh sát còn lại đảm nhiệm hướng trên tiểu đoàn bộ. Nhưng cánh phải của C5, sau khi hỏa lực ngừng tấn công, tiếng hỏa lực vừa dứt, thì tiếng AK nổ giòn. Tất cả lính tiểu đoàn bộ và C5 đánh tràn lên, kết hợp với C6 và C7 bao vây địch. Chúng chống đỡ yếu ớt rồi mạnh thằng nào thằng ấy chạy. Nhưng chạy đâu cho thoát khi bọn mày đã bị bao vây địch bị tiêu diệt hầu như hoàn toàn. Nếu sống sót thì là mấy thằng tương binh bị ta bắt lại. Khoảng hơn 20 thằng bốt bị ta tiêu diệt. Và mấy thằng tương binh được anh em kéo ra nằm một loạt. Trong đó có một con đàn bà bị bỏng ở mặt. Mặt và tóc cháy đèn thui, không còn phân biệt được trai hay gái. Thế là lính đánh cuộc với nhau ẩm ĩ. Một kiệu cầm cái que đẩy áo lên, lòi một cái áo lót nữ màu hồng. Vậy là biết trai hay gái. Trận này, ba xe bộ binh có bị khoảng 8 lính cả thương và tử. Tiểu đoàn bộ không bị thiệt hại gì, chỉ mất một số đạn AK. Lúc này, đơn vị tạm dừng lại chờ vận tải của trung đoàn đưa thương binh tử sĩ và tù binh về tuyến sau. Sau khi nhận thêm đạn và bàn giao thương binh xong, đơn vị tiếp tục vận động lên phía trước, qua một khu rừng rậm khó đi, lại gặp một chảng trống rất lớn tất cả ba xe bộ binh dàn hàng ngang tiến qua phía sau là tiểu đoàn bộ và đại đội 8 vượt được khoảng 2 phần ba trảng trống thì lại tiếp tục gặp địch bắn dữ dội ở trong rừng ra tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 8 nằm phơi giữa trảng trống tiến không được lùi cũng chẳng xong các loại hỏa lực của đơn vị bắn vào phía địch nhưng cũng hú họa vậy thôi độ chính xác không cao khoảng 20 phút sau có tiếng ì ì ở phía sau một đoàn thiết giáp khoảng 5 xe tiến tới Lúc này anh em lính mình rất phấn khởi Không biết lính tiết giáp có nhìn thấy bộ binh đang nằm giữa chẳng trống Mà cứ dàn hàng ngang tiến tới Chính trị viên tiểu đoàn là anh Đạo Đứng bật dậy chạy ngược lấy cái mũ vẫy làm ám hiệu cho tiết giáp Sau khi có tiết giáp hỗ trợ cho lính Các xe cũng bắt đầu tấn công Súng 12 ly 8 và đại liên trên xe bắn kinh khủng Hòa cùng với hỏa lực B40-B41 của bộ binh Khoảng 15 phút sau, Chúng tôi đã bám được vào bìa rừng Địch đã bỏ chạy Để lại khoảng hơn 10 xác Hầm hố công sự rất vững chắc d tám chúng tôi thiệt hại khoảng 5 người Cả thương và tự Làm xong công tác thương binh tử sĩ Một bộ phận nhỏ của dê bộ ở lại Cùng với vận tải đưa thương binh và tử sĩ Cùng vũ khí thu được để về tuyến sau Lúc này là khoảng 3 giờ chiều Trong rừng đã không còn ánh mặt trời Tôi cũng đi trong tốp chuyển về phía sau đó Trinh sát dẫn đường Khoảng hơn 15 thẳng Lúc trước đội hình cả tiểu đoàn Còn thấy ấm lưng Nay chỉ lóp ngóp mấy thằng cũng thấy lạnh Nhưng nhiệm vụ Phải đưa được thương binh và tử sĩ về sau Nên anh em đi rất khẩn trương Lọ mọ ở trong rừng Đổi nhau Lúc khiêng lúc gánh Đi qua những nơi chiến sự vừa còn mùi thuốc súng Và tanh nồng mùi tử khí Thấy mà ớn lạnh Khoảng hơn 5 giờ chiều Chúng tôi về đến phẫu Sau khi bàn giao xong thương binh tử sĩ Cùng súng lại cho trung đoàn Chúng tôi tìm nơi nghỉ qua đêm Ở đây không khí rất khẩn trương Cho cuộc chiến vào ngày mai Lên hậu cần trung đoàn Xin gạo và thực phẩm Mượn xong nồi để nấu ăn Tối hôm đó ngoài những thằng tìm đến đồng hương để ngủ Còn lại chúng tôi mấy thằng tập trung Tìm nơi nghỉ qua đêm Trải áo mưa làm chiếu Mắc màn trên phủ tăng quận trong cái võng là được một giấc ngon lành sau những ngày căng thẳng và mệt mỏi. Không phải gác sách gì hết, thế là làm một mạch cho đến tận sáng. Thế là ngủ qua một đêm ngon lành, không phải giật mình, không phải gác, nên tinh thần thấy sảng khoái. Sau khi cơm xong, chúng tôi theo trinh sát dẫn đường về đơn vị. Lần này cắt đường để đi. Khoảng 8 giờ gặp một con đường khai thác, anh em theo đường đó đi gặp một chốt của đơn vị nào lính nói tiếng miền nam hình như là trung đoàn vàng cỏ chúng tôi nghỉ lại hỏi thăm tình hình anh em chỉ tay ở phía hướng chốt và nói ở phía trước chẳng trống hơn 50 mươi mét có bọn bốt pot nhưng đã có đơn vị nào đánh rồi đơn vị ấy cũng đang chuẩn bị phát triển lên vậy là có bạn ở đây rồi chúng tôi nhập vào đội hình của đơn vị ấy tiếp tục hành quân khoảng hai ba km ở trên hướng chúng tôi tiếng súng rộ lên rất mạnh liệt. Sau khi chính sát xác định tọa độ, vị trí, chúng tôi tiếp tục đi thẳng, còn đơn vị bạn rẽ trái. Có lẽ chiều qua, chính sát và tiểu đoàn đã thống nhất vị trí chú quân để hôm nay chúng tôi trở về. Càng đi lên, tiếng súng lại càng to dần. Chắc là đơn vị đang giao tranh ác liệt lắm. Lúc này, chúng tôi thật cảnh giác đề phòng gặp địch. Khoảng hơn 9 giờ, thấp thoáng ở phía trước rừng cây thưa lại có người đi lại. Anh em nấp vào các gốc cây quan sát và chuẩn bị nổ súng. Nhưng không phải địch mà đó là vận tải của trung đoàn cùng với vận tải của tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 8 đưa thương binh và tử sĩ về phía sau. Chúng tôi gặp lính đơn vị mình, có cả lính A tôi làm vận tải. Vận tải đang thiếu người. Sau khi hỏi vị trí, chúng tôi tiếp tục đi. Giờ thì yên tâm hơn vì gần đến đơn vị rồi nhưng không thể chủ quan được. Chúng tôi gặp đơn vị khi trận đánh đã tàn. Bề thông tin chỉ còn lại lèo tèo mấy người. Hải oát thì xuống các xe, còn hữu tuyến thì đi tải thương. Tôi theo tiểu đoàn bộ vận động qua nơi vừa xảy ra chiến sự. Cây cối xác sơ, hầm hào tung tóe, xác địch nằm vất trên công sự và giải trên trạng trống. Có lẽ trận đánh này ác liệt lắm. Khu rừng hòa hội năm căn cũng rất phức tạp Qua một cánh rừng lại đến một tràng trống Có tràng rộng khoảng 5 đến 700 mét Có tràng hẹp khoảng vài chục mét Hình như mùa mưa nơi này ngập nước Lúc này là đầu mùa khô Nên lòng chảo vẫn còn nước Qua khỏi tràng trống đang thở Thì ở phía trước Các đại đội bộ binh lại gặp địch Tiếng súng nổ dồn rập và gay gắt hơn Chúng tôi nằm nép ở gốc cây tránh đạn thẳng Và quan sát ở xung quanh phòng bị địch tập kích vào tiểu đoàn bộ có cáng tử sĩ về tập kết tại nơi đó. Tôi bỏ lại, hỏi tên tử sĩ thì được biết đó là thằng Đức Hậu Cần C6, người Hà Tuyên, lính năm 1977. Biết nó vì mấy lần xin dầu ăn. Lại có thương binh và tử sĩ đưa về, lần này lại nhiều hơn. Y tá tiểu đoàn làm việc rất vất vả, nhưng cũng chỉ có tiêm trợ sức và cấp cứu tạm thời thôi. Lính bị thương nên rất nhiều anh em chúng tôi cũng nóng ruột. Khoảng hơn một giờ, trận đánh mới tạm chấm dứt. Chỉ còn tiếng AK phát một, chắc anh em bộ binh tiễn những thằng Popot bị thương về thế giới bên kia. Người đâu mà đi khiêng chúng nó về. Buổi trưa hôm đó, nghỉ lại nơi vừa chiếm được, cơm vắt được mở ra ăn, nhưng nào đâu có nuốt được. Anh em thương binh tử sĩ đang nằm đó chờ vận tải để chuyển về. Đơn vị thiếu người và củng cố lại để chuẩn bị đánh tiếp. Khoảng 30 phút sau, vận tải đến chuyển anh em đi đơn vị lại lên đường qua nơi vừa xảy ra chiến sự địch chết ngổn ngang đủ các tư thế cũng thừa nhận hầm hào chốt của chúng làm rất chắc chắn đơn vị đánh theo kiểu hành tiến như vậy xe đi đầu thì gặp địch thì hai xe sau rẽ hai bên đánh bọc sườn nhưng chiều hôm nay có vẻ nhàn hơn chỉ gặp các công sự của địch bỏ lại và các toán nháo nhắc chạy về rừng có lẽ bọn địch bị ngấm đòn đau nên nháo nhắc như gà con mất mẹ. Buổi chiều, khoảng 5 giờ, trong rừng đã tối, đơn vị cơ động ra chẳng trống. Ngoài này thì sáng hơn, hậu cần triển khai nấu ăn. Cái đó với lính thì nhanh thôi. Một chốc, lửa rừng đã bập bùng. Ăn cơm xong, anh em đang uống nước thì nghe cái ầm. Mấy thằng chúng tôi chạy lại nơi phát ra tiếng nổ thì hỡi ôi, thằng Tấn ở C8 cối 82 bị dính mìn. Nó đi lấy nước về để đun Chúng tôi làm cấp cứu Nhưng không được nữa Toàn bộ phía dưới của nó đã bè bét Nó rền khè khẽ mấy tiếng Rồi nấc nằm im lìm Tấn lính 578 Cùng đợt với tôi Anh em vận tải buộc nó cẩn thận Và khiêng nó theo Lúc này trời đã tối Đơn vị lại di chuyển Khoảng 8 giờ chúng tôi vượt qua một đầm lầy Trời tối đen như mực Nước đến ngang tắt lưng Bỉ bõm như vậy rồi cũng tới một cái gò rộng trên đó có khoảng một a đang chốt giữ không biết của đơn vị nào lúc lên bờ đèn pin loang loáng tôi thấy một trái hỏa tiễn chĩa về hướng chúng tôi vừa hành quân tới tiểu đoàn bộ chú quân ở đó còn các xe bộ binh ở đâu tôi cũng không rõ ở đây hầm hào rất nhiều không biết là của ta hay địch lần này thì chẳng cần bọn tôi quấn võng tròn lại như tổ sâu mệt quá làm một giấc cho tới sáng luôn Thế là qua ba ngày biến động trong cuộc chiến Sáng nay ngủ dậy Tinh thần có thoải mái hơn Vì khí trời đã xe lạnh Xung quanh nơi chú quân Màn sương mù bay thấp Khoảng 20 mét không thấy rõ mặt người Sau khi ăn sáng xong Lại một vắt cơm dùng cho buổi trưa Sương tan dần Lệnh hành quân Các con xe bộ binh tiến trước Vẫn xe 8 hỏa lực đi sau Nhưng chỉ có hai khẩu cối 8 Còn 12 ly 7 và DKZ82 Đi phối thuộc với các xe qua đầm lầy Bắt đầu bám vào một khu rừng cây thưa Thì lại gặp địch Tiếng súng nổ giòn rã ở phía trước Khoảng 20 phút sau thì im bặt Ta đã làm chủ trận địa Mấy thông tin chúng tôi được điều lên Cùng vận tải giải quyết vấn đề sau cuộc chiến Vận tải lo chuyển thương binh và tử sĩ về phía sau Chúng tôi ở lại canh hầm vũ khí của đơn vị vừa thu được Số vũ khí này chúng đào hầm Chuẩn bị chôn giấu nhưng không kịp Tôi và hai thằng đi quanh các nơi xem trận đánh vừa rồi của đơn vị Ở đây có mấy hầm kiên cố và giao thông hào Có cả hầm làm lỗ châu mai cho Trung Liên Nó bị trúng một B40 Hất tung cả vạt ở phía trước Một thằng nằm chết tại chỗ Phần đầu bị đất hầm vùi lấp Giải xác ở các hầm có rất nhiều xác Nhưng chủ yếu là nằm chết dưới hào Và mấy xác nữa thì chạy ra khỏi chốt vì trúng đạn Chúng tôi đếm được 17 xác Còn mấy thằng bị thương đang gom lại nằm ở đằng kia chúng tôi quay lại canh vũ khí thu được và thương binh được chờ có đơn vị khác lên nhận còn đơn vị tiếp tục đánh phát triển lên phía trước bọn thương binh này có nhiều thằng là lính cựu thì phải mặt già dặn mặc quần áo cộc và đen nó cũng hắc lào như lính mình thôi cứ tưởng da nó đen và dày như vậy thì ghẻ và hắc lào phải chào thua khoảng gần một giờ sau có một đơn vị đến nhận tôi không nhớ chúng tôi lại chạy theo đơn vị nhằm hướng súng nổ vì chỉ có tiếng súng mới biết được vị trí Ngày hôm đó có lẽ địch bắt đầu tan rã thì phải Tiếng súng không dồn dập như trước nữa Các xe bộ binh bắt đầu phát triển đánh theo hình giải quạt Để dọn sạch nơi mình đi qua Trên đường hành tiến tôi thấy nhiều đạn B không nổ Cánh quạt xòe ra Ở phía trước chúng tôi có tiếng súng kéo tràng dài Và tiếng xe thiết giáp M113 Ra khỏi rừng thì gặp xe thiết giáp đang nổ súng về phía trước Trên xe có một số lính bộ binh Tôi không rõ ở đơn vị nào Đơn vị vượt qua cánh trái của thiết giáp Tiếp tục hành tiến Các xe bộ binh ở phía trước Gặp toán địch nhỏ lẻ Chạy nháo nhác trong rừng Vì mất phương hướng và bị tiêu diệt ngay Khoảng 5 giờ chiều Trong rừng trời đã tối mù Đơn vị dừng nghỉ chân Các xe bộ binh bố trí nghỉ theo hình giải quạt Sau tiểu đoàn bộ Có B vận tải, B thông tin Và lính của hai khẩu cối 8 của C8 Sau khi cấm nước xong cắt gác cẩn thận chúng tôi trải áo mưa làm chiếu trời đã xe lạnh nên lấy võng đắp quận tròn ở trong võng như quấn tổ sâu mà lại ngủ ngon lành khoảng một giờ sáng bỗng nghe tiếng súng rộ lên ở trước bên vận tải và nơi hai khẩu gối tám chúng tôi choàng dậy ở phía trước có tiếng chân chạy ào ào thế là anh em nổ súng gần ba mươi phút sau tiếng súng mới tắt khắp nơi chúng tôi tiến hô lức đây lên vang cả một vùng Chúng tôi hô vang như vậy để làm tăng khí thế và uy hiếp tinh thần bọn địch. Chứ trời tối đen như vậy thì làm gì tới ma nào mà gọi hàng. Tê là không ngủ được. Thỉnh thoảng tiếng súng lại rộ lên ở các vị trí xây đóng quân. Khoảng hơn 5 giờ sáng, lúc này chúng tôi mới lên phía trước kiểm tra. Trời ơi, ở phía trước bê vận tải, bê thông tin và trước cuối tám, địch chết rất nhiều. Có nơi xác mấy thằng nằm gần chồng chất lên nhau theo đà chạy. Và đặc biệt Quanh khẩu cối 8 Có mấy thằng nằm giả vờ chết Súng ống thì không có Chắc bọn này vứt cho dễ chạy đây Đã có quan thầy lo rồi Chúng tôi đi kiểm tra có bao nhiêu xác Nhưng hồi thì quên mất Vì còn một số bị thương Chui vào hầm bụi rậm nằm chết ở trong đó Thỉnh thoảng có tiếng rên trong bụi rậm Nhưng chúng tôi bắn vào Chứ không dám kéo ra Sợ tự sát bằng liều đạn Mấy thằng tù binh bị trói lại Run như cầy sấy Mặt non trẹt khoảng 14-15 tuổi. Theo như lời lính tham mưu con, thì bọn này bể trận, chạy về nước, thế nào lại chui vào đơn vị chúng tôi. Trận đánh ngon ăn thật, tiêu diệt rất nhiều địch, bắt sống cả tù binh mà không có thương vong. Buổi sáng hôm đó, các xe bộ binh và các B trong tiểu đoàn bộ trà đi sát lại khu vực đó và tiêu diệt thêm một số địch nữa. Khoảng hơn 9 giờ, chúng tôi trở lại vị trí trú quân lúc bàn sáng. Lúc này cơm đã có ăn anh em chiến sĩ rất vui vì mình đã thu được kết quả tốt. Sau khi ăn cơm trưa xong, đơn vị tiếp tục tiến về hướng Tây. Khoảng 5-6 km là ra đến bờ sông. Tôi không nhớ tên con sông, hình như là sông Vàm Cỏ. Qua sông một lúc, đơn vị hành quân trên những cánh đồng bị bỏ hoang lâu ngày. Và xa xa kia, thấp thoáng những mái nhà sàn bị bỏ hoang. Chiều hôm đó, lính ta có vẻ nhàn nhã hơn, chỉ khổ cho cán bộ C và D thỉnh thoảng trụm đầu vào nhau xác định lại tọa độ Lính ta được nghỉ lại hút thuốc và kể chuyện mấy ngày qua Còn mấy ngày tới không biết ở nơi nào Cả buổi chiều hôm đó đơn vị tiếp tục hành quân trên đất ca Qua những ngôi nhà và đồng ruộng bị bỏ hoang lâu ngày Khoảng 6 giờ tối đơn vị nghỉ gần một ngã ba đường Và triển khai công việc hậu cần Sau khi cơm xong lại tiếp tục hành quân theo đường đó về hướng nam Khoảng 9 giờ tối thì lệnh dừng chân nghỉ 30 phút Lính đã mệt mỏi sau những ngày trận mạc và hành quân bây giờ được nghỉ. Vậy là chẳng cần tìm nơi. Lằn xuống hai bên vệ đường là ngủ liền. Lúc đó có đoàn xe chở đơn vị nào đi qua. Tiếng xe nổ ầm ầm cũng mặc. Xong 30 phút lại tiếp tục hành quân. Lính xì xào hỏi nhau. Còn bao lâu nữa mới được nghỉ đây? Có một cán bộ nào trả lời. Khoảng 5 km nữa sẽ tới. Lính lại khí thế hành quân tiếp. Nhưng 5 km nữa Đi mãi mà không tới Lúc này tiếng văng tục đã nổi lên Nào là km cao su Nào là cán bộ lửa Đi mãi rồi cũng đến điểm dừng Thôi thì chả có tiếng ý ới gọi nhau nữa Tất cả đã ngủ khèo hết rồi Chỉ khổ cho mấy thằng liên lạc Truyền đạt Và các ông cán bộ phải họp hành Và chạy đi truyền lệnh nữa chứ Khoảng 8 giờ sáng Chúng tôi được đánh thức dậy Có nhiều thằng còn ngái ngủ Chửi lầm bầm Nhưng cũng phải dậy mà lo vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi tiếp tục hành quân nữa chứ. Hơn 11 giờ trưa, đơn vị đến nơi tập kết. Các xe bộ binh đóng quân thì tôi không biết. Riêng tiểu đoàn bộ trú quân trong một cái phun bị bỏ hoang. Phía trước tiểu đoàn bộ khoảng hơn 100 mét có mấy cái nhà sàn và một hàng cây tốt nốt. Lính của xe nào đang triển khai hầm hào. Lúc này đất nước ca đã bước sang mùa khô. Các cánh đồng đã khô nước, chỉ còn sót lại những vũng sâu là có nước thôi. Tôi và mấy thằng đi cải thiện Nhưng chẳng tìm thấy gì cả Mấy vũng nước thì cấm Để làm nước ăn và sinh hoạt Còn rau thì không có một cọng nào Tiêu nghỉu đi trở về Thôi đi vệ sinh cá nhân đã Vì từ ngày chiến dịch đến nay Đã được tắm táp gì đâu Người và quần áo hồi như cũ Thế mà chẳng ai kêu gì cả Chắc thính giác có vấn đề Mà có vấn đề thật Sau này qua những nơi địch Và dân chết nhiều như vậy Mà cũng chẳng sao cả Buổi chiều, lính chúng tôi được nghỉ ngơi. Chỉ có các ông cán bộ mới vất vả, họp hành và triển khai. Lính thì nhạt nhã, chẳng có việc gì làm. Một đêm đã qua đi, chỉ còn tiếng súng xa vọng về, ì ầm như tiếng sấm. Còn nơi này thì yên tĩnh đến khó tin. Sáng hôm sau, vận tải và mấy thông tin chúng tôi lên trung đoàn bộ nhận thêm đạn. Trên này không khí rất khẩn trương. Lúc về trên đường, tôi gặp mấy xe kéo pháo về hướng đơn vị chúng tôi. Mệt quá, Chúng tôi lại ngồi nghỉ ở bên đường Bỗng ở phía sau Có tiếng xe thiết giáp vọng lại Cũng trên tuyến đường ấy Hướng về nơi chúng tôi trú quân Đúng rồi, lại sắp có trận đánh lớn nổ ra Về đến tiểu đoàn bộ Thấy pháo và thiết giáp cũng đã ở đó Vậy là đúng rồi Chiều hôm đó Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 8 Và trung đoàn 266 Khẩn trương chuẩn bị cho trận đánh vào ngày mai Một giờ sáng Tất cả anh em đều được đánh thức dậy Lính trực nhật lên nhận cơm về Hai vắt cơm một sáng một trưa Lệnh hành quân bắt đầu Trời tối không khí mát mẻ Đường ruộng đã khô nên hành quân không vất vả Và cũng đang ở xa chốt địch Nên tinh thần còn thoải mái Không thấy căng thẳng Khoảng 2 km lệnh dừng chân nghỉ chuyển xuống Nhưng không được đi lại lung tung 20 phút sau lại tiếp tục hành quân Nhưng lần này quán triệt Không được nói chuyện và không được hút thuốc Thế là cả đoàn quân lặng lẽ tiến bước theo vạch chuẩn của công binh đánh dấu. Đường này công binh dò gỡ mìn cho pháo kéo tay vào chiếm lĩnh trận địa. Hơn 3 giờ sáng, chúng tôi đã vào vị trí chuẩn bị. Cánh pháo binh đang đưa những khẩu pháo cuối cùng vào trận địa. Hai khẩu 85 và một khẩu 37 nằm đầu dìa phun ngoài tràng trống. Tiếng truyền lệnh và tiếng đóng cọc ghi càng pháo khe khẽ trong đêm tĩnh mịch. Vậy là tiểu đoàn bộ nằm sau cách mấy khẩu pháo trách trái khoảng 30 mét. Nơi này có một gò đất nhỏ nhưng cao và mấy cây thốt nốt. Ở phía sau tiểu đoàn bộ là B vận tải và bê thông tin. Có A hữu tuyến là cơ bản, còn hai oát xuống các xe bộ binh. Chúng tôi đào hầm xong và nằm nghỉ. Hầm dễ đào vì đất pha cát. Tay trái ba khẩu pháo là C8 với hai khẩu cối 8 nằm trong một vườn nhỏ. Công việc xong, lính chúng tôi tranh thủ ăn cơm vắt. Ở sau lưng chúng tôi hướng đông trời đã mở sáng Pháo sư đoàn đã khai hỏa Đạn pháo bay qua vị trí của chúng tôi Nghe tiếng zip mà lạnh hết người Lúc này ở phía sau Tiếng y y của xe M13 đã lao tới Pháo sư đoàn ngừng Lúc này hai khẩu 85 và một khẩu 37 bắn thẳng Bắt đầu lên tiếng cùng với hai khẩu cối 8 của tiểu đoàn Trời đã sáng rõ Bộ binh cùng thiết giáp bắt đầu xung phong Bốn xe trên thiết giáp có gắn cả DKZ Pháo bắn thẳng đã ngừng nhường quyền cho cối và DKZ trên M113. Tiếng hồ sung phong vang trời trên tiếng vọng cộng lại với tiếng hỏa lực và tiếng nổ giòn của đạn nhọn rất dũng mãnh. Địch phản ứng yếu ớt, chúng tôi đứng cả lên nhìn bộ binh sung phong. Cánh đồng này rộng và phẳng, không có một cái bờ ruộng nào. Phía trên các xe bộ còn khoảng 30 đến 50 mét là bám vào rìa phun. Lúc này địch mới đánh trả lại Thôi thì đủ các loại đạn nổ, âm ầm Bộ binh và thiết giáp chững lại Lúc này mình đã mất thế chủ động Lính và xe nằm phơi giữa đồng trống Không có vật che chắn Ba khẩu pháo bắn thẳng Cũng không có tác dụng gì nữa Vì lúc này địch phản pháo quyết liệt Vậy là tiểu đoàn bộ 8 Nằm đúng nơi địch phản pháo Các pháo thủ vào hầm hết Để mặc ba khẩu pháo nằm chết dí ở phía trên Nhưng cũng may Pháo và người không bị gì hết lúc đạn pháo địch nổ nơi chúng tôi Tôi đang trú ở dưới hầm cá nhân Thằng Quang lính 77, Đức Thọ Nhảy đè lên người tôi xin chú nhờ hầm Trời ơi, hầm thì chật Làm sao đủ hai thằng Nó thì run lên Mà nghe lính cũ nói Hai thằng trùng tên ở một a Thì có thằng không trở về được Vậy là tôi nhường nó Bò đi nơi khác khoét hầm mà tránh đạn Thằng này nó gầy và yếu Và can tội nhác nữa Bốn xe M113 lùi lại vị trí xuất phát, còn bộ binh nằm nguyên vị trí chờ pháo của sư đoàn bắn mở đường. Nhưng chẳng trò chống gì, vì bộ binh nằm gần chốt địch nên pháo chỉ bắn sau lưng địch. Chỉ có cối 8 của tiểu đoàn là bắn có hiệu quả vì ở gần, còn cối 6 của đại đội thì không bắn được vì không ngóc đầu lên nổi. Nói gì đến giá cối mà bắn, đơn vị củng cố lại và chuẩn bị tấn công một lần nữa. M113 cũng tấn công nhưng ở xa hẳn bắn yểm trợ cho bộ binh mà thôi trận tấn công thứ hai lại không thành lúc này thương binh về rất nhiều hữu tuyến cùng vận tải hối hả truyền thương binh về võ trung đoàn tử sĩ thì đưa về phía sau vận tải lên đưa thương binh về cũng không cáng được chỉ nằm mà kéo thôi ngẩng đầu lên thì bị bắn tỉa trưa hôm đó trận chiến không phát triển được chút nào nắng thật khủng khiếp bình tông đã cạn nước thương binh đưa về ngày càng nhiều chúng tôi mệt phờ nhưng anh em phía trên còn mệt hơn trên đó nằm giữa đồng trống Không có vật che chắn Không có nước uống Nắng như thiểu đốt Và anh em tử sĩ chưa lấy được về Mặt trời đổ về hướng Tây Bây giờ chỉ có tiếng súng bắn tỉa của địch Thỉnh thoảng súng địch lại kéo từng tràng dài Nhằm vào nơi nào có bóng người nhộp dậy Trận đánh của chúng tôi hoàn toàn không thành công Sau này lính tiểu đoàn 8 chúng tôi Coi đó là mối nhục của lính tiểu đoàn 8 Người nói đó là trận đánh cửa mở hoặc trận mùng 1 tháng 1 năm 1979 hoặc trận chóp. Lính của d 8 chúng tôi không bao giờ quên trận đó. Tối hôm đó, chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh lên lấy tử sĩ. Nằm chờ thấp thỏm, ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Hơn 12 giờ đêm, có người đánh thức dậy lên đường. Từ tiểu đoàn bộ đi lên, chúng tôi chạy lom khom đến nơi chú quân của đại đội 5. Đại đội 5 đang nằm dưới con mương thấp lẻ tè, buôn quánh lại sền sệt. A à, Hữu Tuyến kết hợp với lính bộ binh của đại đội 5 lên lấy tử sĩ về, mỗi tốp 3 người, một lính đại đội 5 cùng hai chúng tôi. Họ biết vị trí tử sĩ nằm, vì đây trở lên chúng tôi chỉ có bò nhích từng chút một. Đêm yên lặng đến đáng sợ. Cách chốt địch khoảng 10, 15 m chúng tôi đã tìm thấy tử sĩ. Đây là lính nằm cao nhất của đại đội 5. Lính đại đội 5 bò đến cột một sợi dây dù vào chân tử sĩ và chúng tôi kéo Phòng trường hợp địch gài liệu đạn dưới thực sĩ Không có gì cả Lúc đó chúng tôi mới nhẹ nhàng Vừa bò vừa kéo tử sĩ về phía sau Nhích từng đoạn một Chúng tôi cùng về tới đại đội 5 Giao tử sĩ xong rồi nghỉ một lát Lại tiếp tục lên Tìm thẳng thuận Lính 78 Thông tin hải oát Người Bình Trị Thiên Không xác định được vị trí Nên chúng tôi vừa bò vừa sờ soạn rất lâu Khoảng 30 phút sau Có tiếng gọi khẽ khẽ Chúng tôi bò lại vị trí đó Chắc thuận đây rồi Trời tối không biết ai là ai Tử sĩ này người che một cái tăng Chúng tôi cũng làm những việc Phòng bị liều đạn cài dưới xác tử sĩ Sau khi cho vào võng Bó lại cẩn thận Phòng bị tuột Chúng tôi vừa bò vừa kéo tử sĩ về Đang bò như vậy Bỗng tiếng súng phía đại đội 7 nổ vang Chắc phía ấy đã bị lộ Với chúng tôi đạn của địch Cũng phát hỏa dữ dội Đạn nhọn bay sát ở trên đầu Vậy là hai tay phải giữ lấy mũ sắt để bảo vệ cái gáo Còn số phận phó mặc cho trời Cứ như vậy bò lùi Vừa lùi vừa kéo tử sĩ về Tới vị trí tập kết Tử sĩ của đại đội 5 đã đủ Thần kinh đỡ căng thẳng hơn Nghỉ một lúc với lính bộ binh chúng tôi Tiếp tục đưa tử sĩ về tiểu đoàn bộ Lúc này tử sĩ của các đại đội 6 và 7 Đã tập kết đủ Chúng tôi không dám nhìn Mất mát và đau thương quá nhiều chỉ có cán bộ của đại đội và quân lực tiểu đoàn làm việc, xác định tên liệt sĩ, mệt mỏi và chán nản. Tôi về nơi của mình nằm nghỉ, nhưng không sao ngủ được, bị ám ảnh vì lính hy sinh nhiều quá. Buổi sáng dậy, tôi qua nơi tử sĩ hôm qua, nhưng đã được đưa về tuyến sau cả rồi. Ăn sáng xong, tôi và ba thằng nữa gánh súng của thương binh tử sĩ về trung đoàn để trả. Giao vũ khí cho đại đội 25 vận tải xong, thằng Dũng Đồng Hương nói có anh Thanh cùng khu phố Lính 74 Trung đoàn 273 ở gần đó Vậy là tôi với nó đến chỗ anh ấy chơi Anh ấy vừa ở quê vào Anh cho biết tình hình gia đình Tôi được biết Trung đoàn 273 nằm phía sau Chờ chúng tôi đánh cửa mở hoàn thành Thì trung đoàn 273 đánh phát triển tiếp lên Chuyện trò một chút Tôi chào anh rồi ra về Chiều hôm đó Chỉ có pháo cối của hai bên đáp trả lẫn nhau Không có trận đánh nào nổ ra nữa sau trận ngày mùng 1 tháng 1 năm 1979 không thành công. Tiểu đoàn 7 trận đánh này thiệt hại rất nhiều sau khi giao vị trí cho đơn vị nào không rõ. Chúng tôi hành quân theo hướng Nam. Trên con đường hành quân, thấy rất nhiều đơn vị bộ binh ở phía sau, cùng với các loại xe chuyển động về phía Tây, rồi đơn vị chúng tôi cũng hướng Tây thẳng tiến, qua những phun bị bỏ hoang, nhà cửa lụp sụp bẩn thỉu rồi tới một thị trấn có nhiều nhà xây nhưng đã bị đổ nát hết. Trên đường hành tiến, thỉnh thoảng chúng tôi gặp những toán địch nhỏ lẻ, không đáng kể. Quảng đến ngày thứ hai hoặc ba, đơn vị dừng nghỉ chân trong một phung rất nhiều nhà sàn. Hai bên đường cây ăn trái nhiều. Tôi cùng mấy thằng lên nhà sàn tìm đồ. Nhưng chẳng có gì ngoài mấy cái đồ sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi lại quay qua nhà ăn của chế độ công xã. Mấy cái chảo gang to, cùng hai dãy bàn dài và các dãy ghế. Còn lại không có cái gì khác lại tiếp tục hành quân. Bỗng phía trên tiếng súng rộ lên một lúc rồi im bặt. Lúc chúng tôi đi qua thì thấy có xác mấy thằng bốt bị tiêu diệt nằm lăn lóc trong vườn gần đường chúng tôi hành tiến. Khoảng đến một giờ chiều hôm đó, nắng gay gắt, nóng khủng khiếp. Chúng tôi dừng nghỉ ở trong một phum nhỏ. Phía trước qua một cánh đồng rộng là đến một phum rất lớn. Ở phía sau phum, cách khoảng 5-600 mét là một núi đất cao. Nhìn thấy màu đỏ như đất các xe bộ binh tản ra hai bên, vây lại, còn ở giữa là tiểu đoàn bộ cùng đại đội 8 còn lại. Chúng tôi vượt qua cánh đồng, tiến vào. Hai bên cánh phải và trái đã gặp địch. Cối 8 đi cùng tiểu đoàn bộ, được lệnh nổ súng vào giữa phung. Tiếng súng chống trả của địch kịch liệt, nhưng tương quan lực lượng của vũ khí thì Pol Pot có phần lép vế hơn. Hướng tiểu đoàn bộ đánh vào, chỉ có mấy loạt đạn nhọn rồi tắt hẳn. Chúng chạy vào khu núi chỉ để lại mấy xác chết đơn vị đã chiếm được phum đơn vị không đuổi theo địch hướng tay trái ở phía nam hành quân tiếp vượt qua những cánh đồng khô cạn những phum nhà cửa cây cối xác sơ không một bóng người và xúc vật vườn không nhà trống cứ hành quân như vậy khoảng chín giờ mới được nghỉ sáng hôm sau thức dậy sáng sớm ăn cơm và một vắt cơm lại tiếp tục lên đường trên đường hành tiến chúng tôi diệt được một số địch không đáng kể vào một buổi trưa ngày nào tôi cũng không còn nhớ nữa ở phía trước xa xa trên đường cao trước mặt hướng hành quân của đơn vị có rất nhiều xe chạy bụi mù cả một vùng cán bộ chỉ huy bảo gần ra đường một rồi lính chúng tôi chỉ biết đánh và đi chứ không biết địa danh mình vừa qua khoảng một tiếng sau chúng tôi đã ra tới đường một nghỉ một lát ở bên vệ đường lại tiếp tục hành quân nhưng lần này đi trên đường một chúng tôi hành quân theo hướng tây đi bên vệ đường Giữa đường các loại xe chở quân đang tiến về phía trước Hơn 2 giờ chiều chúng tôi nghỉ lại ở bên đường Mấy ngày hành quân bộ giờ lính đã thấm mệt Đang nghỉ thì anh em rủ nhau vào một nhà chùa lấy thuốc Tây Đường vào kho thuốc Tây xoài hai bên rất nhiều Vào đây là một kho thuốc Tây Lính mình lục tung cả lên lẫn lộn hết Tôi lấy được 5 lọ thuốc tim xịt tép rồi trở ra đơn vị lại tiếp tục hành quân bằng cái đôi chân của bộ hai bên đường có nhiều xác chết mặc quần áo cộc đen Rủi nhặng bù đầy cứ hành quân như vậy bằng đôi chân trần cho đến một buổi trưa ngày nào tôi cũng không nhớ nốt chúng tôi đã đến bờ sông mê công lúc này ở phía đông bến phà xe pháo và lính tập trung rất nhiều bến phà ních lương chúng tôi được dừng chân nghỉ mấy ngày hành quân không tắm giờ được tôi tranh thủ xuống sông tắm bến phà xe pháo và lính hối hả xuống phà qua sông khoảng ba mươi phút sau đơn vị chúng tôi được lệnh qua phà theo như phán đoán của thằng lính như chúng tôi đây cũng là một chiến dịch lớn chứ không biết là đánh vào giải phóng nông pênh sông rộng mênh mông nước đục ngầu lại tiếp tục hành quân lúc này đã biết được tầm quan trọng của chiến dịch giúp bạn giải phóng nông pênh thật vinh dự và tự hào khi biết mình là một trong những người lính có mặt trong phút giây trọng đại đó. Trên đường một, xác dân và địch chết nhiều, súng ống vứt ngột ngang. Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi nghỉ để triển khai cơm nước tại chỗ. Các đoàn xe vẫn rầm rập tiến về phía trước, có cả xe tăng, có lính của đại đội 6 ôm trong người một bọc vải. Trông đó có vẻ là một trẻ sơ sinh đang còn thở thoi thóp. Khi có mấy chiến sĩ gái ca đi qua, người lính đó trao bé cho họ một sinh linh nhỏ bé đã được cứu sống, được yêu thương đùm bọc trong vòng tay yêu thương của người lính Việt Campuchia. Cơm nước xong, đơn vị lại tiếp tục hành quân. Lúc này khí thế của anh em rất phấn khởi. Hành quân trên đường một, trời về đêm rất mát mẻ nên tốc độ rất nhanh. Hai bên đường nhà cửa, vườn tược hoang vắng, đến buồn thảm buồn thê. Không một bóng người, không một ánh đèn. Khoảng 10 giờ, chúng tôi được nghỉ cũng chả ồn ào nữa mệt quá nằm luôn xuống vệ đường ôm súng ở trong lòng rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay mặc kệ trên đường có đơn vị nào đang hành quân qua lại sáng hôm sau cơm nước xong lại tiếp tục hành quân bộ có mấy ô tô dừng lại phía trước loại xe vọt tiến tôi và mấy thằng đi lùi lại chờ cho cán bộ đi qua lại xin lái xe cho đi nhờ lái xe đồng ý liền Cánh lái xe vui vẻ là vì không có ai đi bảo vệ nên lái xe cũng ngắn. Chúng tôi lên xe, xe chở cái gì không biết vì đậy kín bạt. Ngồi thấp xuống trốn cán bộ. Qua khỏi ban chỉ huy tiểu đoàn mới đứng dậy vẫy tay chào các anh em bộ binh của các đại đội. Xe chạy với tốc độ vừa phải. Vì trên đường ngột ngang xe cộ của người dân chạy loạn, xác xúc vật và xác người, và còn tránh cả ổ voi cùng với hố của Pol Pot đào làm giảm bước tiến của quân ta. Thỉnh thoảng có xác chết nằm ngang đường, xe phải cán qua. Những lúc như vậy, chúng tôi chỉ biết nhắm mắt lại. Súng ống thì vứt ngột ngang, có cả pháo 85, 105. Lúc này, có những tốp dân đi ngược chiều hướng hành quân của chúng tôi. Nhìn họ gầy xác sơ, vẻ mặt mệt mỏi. Có cả đàn ông trung niên, họ nhìn bọn tôi với nét mặt lấm lét, sợ sệt đúng là cuộc tháo chạy thảm hại của quân bại trận. Trong các phum ở xa bên đường, những tốp người dân cùng với xe bò đi ngược với bọn tôi, nhằm tránh né bộ đội Việt Nam. Đến khoảng 2 giờ chiều, sau này mới biết là ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979, xe tới một cái cầu, bên kia cầu là thành phố Nông Bình, buồn tẻ và u ám, không một bóng người. Ở đó đã có một chốt gác quân sự, lính gác không cho bọn tôi đi tiếp và cho biết nông Penh đã được giải phóng. Đơn vị không vào được đó vì còn lộn xộn. Không vào thì thôi, cũng chả cần. Chào anh em lái xe, chúng tôi chia tay họ. Thế là bọn tôi xuống xe ở bên này cầu, gọi là cầu Sài Gòn. Vậy là mấy thằng tụm lại chờ đơn vị ở phía sau. Xe pháo cùng với lính cứ dầm dập tiến về phía trước. Không khí chiến thắng làm cho bọn tôi dạo rực khó tả. Vậy là chiến tranh đã kết thúc Mình được sống rồi Hạnh phúc quá Khoảng hơn 3 giờ chiều Bọn tôi mới gặp được anh em đầu tiên của đơn vị tới Các thủ trưởng cũng không khiển trách gì bọn tôi Vì anh em đang ngây ngất Trong niềm vui chiến thắng Đơn vị rẽ trái Cách tường một khoảng 200 mét Chú quân trong một phum có nhiều cây ăn trái Hồng xiêm, dừa Ở đây rất mát mẻ Chiều hôm đó và ngày hôm sau Được nghỉ ngơi thoải mái Khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau nữa. Bọn tôi được chỉ hướng nam để truy quét địch. Đi qua một phum có nhiều dân, toàn là người già, phụ nữ và trẻ em, đứng ở hai bên đường nhìn bộ đội Việt Nam. Họ cũng chẳng biểu lộ tình cảm gì cả, chắc có lẽ là sợ. Có mấy người già ôm bụng nhằn nhó và ngửa tay nói gì không rõ. Y tá tiểu đoàn phát cho mấy viên thuốc, vậy là họ tập trung lại rất đông. Lúc này mới hiểu dân đi xin thuốc đau bụng Dân đông, thuốc thì có hạn Vậy là những thằng lấy được thuốc Tây Ở kho thuốc ngoài kia Phân phát cho dân Tôi cũng cho ba lọ thuốc Chả biết họ lấy thuốc chữa bệnh gì Xin thì cứ cho đại Ngày hôm đó gọi là truy quét vậy thôi Chứ chẳng gặp ma nào cả Có lẽ bọn Pol Pot bây giờ Thành dân cả rồi Buổi chiều chúng tôi vòng trở lại đường 1 Tối hôm đó nghỉ lại hai bên đường 1 Dưới vườn cây xoài Sáng hôm sau khoảng 8 giờ có xe đến đón đơn vị chạy vào thành phố Nông Bênh Rồi rẽ trái đến sân bay Chen Nhằm hướng Tây Thẳng Tiến Đây là đường số 4 Đường ở đây giải nhựa dễ đi Hai bên đường nhà cửa cây cối xác sơ Có những nơi bị cháy Cho bụi đen cả một vùng Khoảng 2 phần 3 xe Đổ quân xuống bên tay phải đường Đơn vị hành quân bộ Vào một khu vườn chuối nhiều Các đại đội chia nhau đóng quân Chúng tôi nghỉ ở đó 2 ngày qua hai ngày nghỉ, đến ngày thứ ba, chúng tôi hành quân ra đường 4, chờ một lúc có mấy xe ca, loại xe chở khách của miền Nam. Đơn vị lên xe, hướng bắc đường 4 hành quân. Qua những vùng không người, đồng ruộng khô khốc, các bụi tre gai cháy nắng. Khoảng một giờ chiều, phía trước có tiếng súng nổ, xe dừng lại, đơn vị xuống xe. Sau này anh em ớn lạnh khi nhớ lại của hành quân này. Vì ngồi trong xe ca, nếu xảy ra chiến sự thì trở tay không kịp. Mà thời gian đó, bọn Pol Pot đang chạy hoảng loạn, nên thấy mình là bọn nó ủ té quyền. Chứ sau này thì liệu hồn với chúng. Lái xe mặt cắt không còn giọt máu. Xe quay lại đường cũ, có lính đi theo bảo vệ. Trinh sát trèo lên cây tốt nốt, xác định hướng và tọa độ. Một lúc sau, chúng tôi bám ra một con đường. Sau này mới biết đường hướng Nam vào kho đạn nổ của công bông sư bư và đi tiếp theo hướng Bắc là một dãy núi Trên mặt đường còn vết xích xe tăng và tiết giáp Qua bên kia đường Trước các bụi che gai Các đại đội đụng địch Tiếng đạn các loại súng nổ dồn dập Khoảng 30 phút sau Tiếng súng mới tắt Mấy lính Pol Pot bị tiêu diệt Còn lại thì bỏ chạy hết Bên vệ đường những thùng đạn chất cao ngang đầu người Đơn vị hành quân qua khoảng 50 mét Tôi được lệnh cùng anh Tân Và một thằng nữa Quay lại đốt đống đạn ấy còn đơn vị lại tiếp tục hành quân Vậy là một cảnh giới Hai nhiệm vụ đốt Lửa bắt đầu bén Thì tiếng súng nổ về hướng chúng tôi Tiếng đạn nhọn rít qua đầu Thằng cảnh giới nổ mấy loạt đáp trả Rồi cả ba cúi khom người Chạy mất dép theo đơn vị Sau nghĩ lại Các ông không cho một phát bốn 40 là xong Làm gì mà phải đốt Chiều hôm đó Khoảng 5 giờ chiều Chúng tôi tiến vào một phum Nơi này có một trại chăn nuôi gà Có mấy xác bốt nằm giải rác ở rìa vum Anh em bộ binh mới tiêu diệt gà Đang ở trong trại Trại nuôi rất nhiều Lúc này chúng tôi chưa tiêu diệt được gà Kỷ luật rất vận Không lấy cái kim sợ chỉ của dân Nhưng trời bắt đầu tối Thì lính ta bắt đầu hành động Tiếng gà kêu và nhảy loạn xạ lên Vì có sự chuẩn bị từ trước Nên thao tác rất nhanh Loáng một cái là đã có gà luộc Mấy tháng trời cực khổ Hôm nay có một bữa ra trò Luộc chán Rồi quay ra nấu cháo Gà bắt về còn nhiều Vậy là kho khô để ăn những ngày sau Chỉ khổ các cán bộ chỉ huy tiểu đoàn Và mấy thằng liên lạc Lúc chúng tôi đang thưởng thức Thì tiểu đoàn trưởng đi qua Mấy thằng chúng tôi giấu không kịp Chết rồi Phải này kỷ luật chết Đang không biết làm sao Thì tiểu đoàn trưởng nói cứ tiếp tục đi Vậy là chúng tôi mời cả tiểu đoàn trưởng cùng thưởng thức Một lúc sau, thằng liên lạc cũng lò dò tới thưởng thức cùng Chỉ khổ cho các thủ trưởng chính trị Không được thưởng thức trình độ nấu ăn của bọn lính Tối hôm đó, không biết chạy gà còn lại bao nhiêu con Vì khoảng 2 giờ sáng, đơn vị luồn sâu Chuẩn bị đánh vào kho đạn nổ ở công pông sư pư Cả đêm mầy mò, gà với qué Mới chập mắt được một lúc khoảng 2 giờ phải thức dậy để chuẩn bị tiền nhập đánh vào công phong sư pư. Nên trên đường hành quân, tranh thủ lúc nghỉ chân là ngồi đâu ngủ đó. Đi vòng vèo mãi, khoảng 4 giờ, cánh đi đầu gặp địch. Tiếng súng nổ rộ lên ở phía trước. Những thằng còn ngái ngủ, bây giờ tỉnh như sáo, nằm lăn xuống vệ đường, tàn ra hai bên. Phòng địch đánh tạt sườn vào vị trí của tiểu đoàn bộ. Phía trước tiếng súng nổ gấp gáp hơn. Và ở xa dần, các đại đội bộ binh đang đánh nhau ở phía trước Còn tiểu đoàn bộ nằm nguyên vị trí cũ Không vận động theo các đại đội Khoảng 5 giờ Trời bắt đầu sáng Nhìn thấy rõ mặt người Tiểu đoàn bộ bắt đầu phát triển Theo các đại đội bộ binh Bê vận tải và bê thông tin dàn hàng ngang Quét lại các nơi đại đội vừa đi qua Đang sục sạo ngó nghiêng Ở các bụi tre Thì thằng Hạnh truyền đạt hét toáng lên Có địch Chúng tôi vận động lại nơi hướng nó chỉ Và hô lấc đây lên Một cái đầu thò lên rồi thụp xuống Gọi hàng mãi không thấy nó lên Nó trốn ở dưới hầm Trong bụi tre gai rậm Chỉ có một lối bỏ vào Anh em bảo nhau Cho nó quả liều đạn là chắc ăn Khỏi cần gọi hàng nữa Hai quả liều đạn ném vào bụi tre sơ xác Vài loạt AK bắn nữa Thế là xong Một lính vào kiểm tra lại Thì còn gì nữa đâu Hầm bị phá toang Dưới hầm ba xác bốt Máu me súng ấm tuè tuét có một M79 Chúng tôi cũng trả thèm thu súng Bè bét cả thịt và súng Như vậy chẳng ai muốn lấy Thì ra lúc thằng Hạnh đi qua bụi tre Thấy một cái đầu thò lên và thụt xuống Nhanh vậy nên nó bị phát hiện Chứ nó nằm im thì cũng chịu Phía trước xa khoảng 5-600 mét Các đại đội bộ binh đang nổ súng Tiếng súng nổ thưa dần Chúng tôi vẫn làm nhiệm vụ Quét lại sau các đại đội Khoảng 9 giờ một đại đội bộ binh quay lại nhiệm vụ đánh vào kho đạn nổ. Đây là kho đạn bị không quân ta đánh sập, đạn nổ văng tung tóe khắp nơi. Phía sau có tiểu đoàn bộ và lính hai khẩu cối 8. Qua một con sông có cầu bằng xi măng, tiến vào một vườn rộng có khoảng 5 nhà sàn. Chờ hai xe bộ binh kia quay lại, vậy là c 6 chốt dọc theo bờ sông nơi có cây cầu. Xe bộ đóng trong phum có 5 nhà sàn đó. Còn chúng tôi C5 và C7 Tiếp tục đánh vào kho đạn Phía sau là tiểu đoàn bộ hỗ trợ Lúc chúng tôi tiến vào đó Không thấy một tên địch nào Buổi trưa nghỉ lại Ở vị trí mới vào Nắng nóng kinh khủng Chỉ có mấy nhà tôn Làm kho của tiểu đoàn bộ chú trong đó Còn chúng tôi thì nằm vật vã Dưới mấy bóng cây không đủ che nắng Buổi chiều Đại đội 5, 7 và 8 Cùng với lính tiểu đoàn bộ Bắt đầu càn quét mở rộng ra xung quanh Bê thông tin, bê vận tải cùng các trinh sát quét vào một nơi nhiều dừa và có một vườn chuối. Không có địch. Trong khu rừng dừa này có một nhà rất đẹp, rộng rãi, thoáng đãng, sạch sẽ và ngăn nắp. Nghe nói là nhà của cố vấn Trung Quốc. Phía sau nhà có một dãy lu to đựng nước ăn rất trong, nước mưa. Phía tay phải vườn có một hồ sen rất rộng, khoảng 10 mét dài, bao bọc khoảng nửa vườn dừa. Chúng tôi tiếp tục quét vào vế sau vườn dừa Gặp nơi đây một kho lúa Và một kho mắm bỏ hóc Hai kho vải Một kho vải hoa con công Và một kho vải may trang phục bồn bốt Tiếp tục quét về phía tay trái Gặp một kho máy khâu còn bướm Trên đường quét trở về lại tiểu đoàn bộ Tôi vào một nhà kho nhỏ Thấy một căn nhựa 20 lít Đựng nước gì màu trắng Mở nắp xem Thì đó là cồn Gọi hai thằng kênh về Trên đường về Chúng tôi còn sụp vào một nhà nhỏ có nhiều đạn R15, các bin và M79. Tiếp đó có một kho dài chứa nhiều xe máy cũ, toàn xe 50, 67. Chắc chế độ cấm xe máy nên thu về đây cất. Về đến tiểu đoàn bộ khoảng 4 giờ chiều. Sau khi báo cáo tình hình, vậy là C8 ở nguyên vị trí tiểu đoàn bộ hiện tại. Tiểu đoàn bộ trú ở trong nhà, cố vấn. B thông tin ở sau vườn chuối, B vận tải ở trong vườn dừa trước tiểu đoàn bộ À chính xác thì ở phía sau Còn đại đội 5 chốt ở trên đường 4 bảo vệ phía cầu Phía tay phải của đại đội 5 có một đường đất đắp cao Nghe nói đường tàu từ cảng Sihanuk về Nông Penh Đại đội 7 ngang hàng với đại đội 5 Nhưng ở bên kia sông, cách sông khoảng 500 mét Vị trí của đại đội 7 chốt trên một ngã ba đường Nơi này có rất nhiều nhà xây bị phá sập Còn lại những bức tường Và sót lại hai mái nhà bằng nhỏ Xe bộ và hậu cần trú là đội 7 đóng quân xa đội hình tiểu đoàn nhất và vị trí hơi hẻo lánh. Phía sau đại đội 7 và đại đội 5 là kho đạn nổ và một kho súng đủ các loại trừ DKZ. Vậy là nhiệm vụ của đại đội 5 và đại đội 7 rất nặng nề. Thời gian này chúng tôi còn nhàn hạ, đi cải thiện lung tung, thậm chí còn vượt qua trước chốt C6 để đánh cá. Trong đại đội 8 có mấy thùng thuốc nổ, cũng vì chủ quan mà mấy thằng chúng tôi suýt nữa trở thành ngu sĩ. Chết mà vẫn còn ngu. Hôm đó, mấy thằng đánh cá ở chốt đại đội 6. Sau khi đánh bộc phá xong, vẫn cho thằng ở trên bảo vệ. Mấy thằng xuống bắt cá, cá nhiều vô kể. Thằng gác cũng chủ quan, chỉ nhìn xuống hồ cá mà quên nhiệm vụ cảnh giới. Vậy là địch ở phía trước, cách khoảng năm 500 mét, nổ súng vào chúng tôi. Vậy là mấy thằng vọt lên chỉ kịp vơ vợ khẩu súng chạy thục mạng về đại đội 6 Cùng lúc, cối đại đội 6 bắn lên hỗ trợ Nên chúng tôi về an toàn Bọn Pol Pot vội xả súng quá Nếu không thì... Vậy là từ đó cạch đến già Nếu cải thiện thì trong đội hình của tiểu đoàn thôi Chẳng dại nữa Một thời gian sau, tôi lên trực máy ở đại đội 8 hỏa lực Chốt của đại đội 8 nằm trong khu vực căn cứ của chế độ Lon Non vì trong này có nhiều loại đạn Mỹ Phía sau đại đội 8 Có kho xe máy cũ rất nhiều Có xe còn sử dụng được Và một vườn chuối Nói chừng máy vậy thôi Ngày hai buổi đi khắp nơi Mấy nhà kho để tìm đồ cổ Đồ khổ đâu mà không thấy Vậy thì lấy đạn AR-15 Và cạc pin về bắn bậy Kho súng gần bờ sông nhiều loại Bắn nhiều quá Các ông trong tiểu đoàn bộ Cho vây bắt mấy thằng bắn bậy lại nhưng gặp chúng tôi cũng hòa cả làng Về báo là không bắt được Trong tiểu đoàn bộ có thằng Toàn người Hà Nội Thằng này biết cắt may Vậy là hai có vải được sử dụng Các cán bộ lấy vải hoa nhờ nó vay vỏ chăn Còn loại vải xanh khó diễn tả màu May quần áo Vậy là trong tiểu đoàn bộ Bắt đầu lính ăn mặc lôm côm Áo chẽn quần lòe Nói chung thừa các loại mốt luôn Cũng vì mặc lôm côm như vậy sau này tôi trực máy ở đại đội 7 Lúc đại đội 5 mất chốt Tôi đi nối dây về đại đội 5 Và về tiểu đoàn bộ suýt nữa thì mất mạng Vì lính đại đội 5 bắn nhầm Đại đội 8 đóng quân ở nơi đây Địa hình thuận lợi cho việc chốt giữ Xung quanh là một hào sâu khoảng 2 mét Rộng 5 mét Trong hào có một lớp kẽm gai sen kẽ những quả mìn Có các vọng gác Xung quanh có tấm ghi sân bay chắn đất Trên trần ghi sân bay đắp đất chống đạn cầu vồng Chỉ một nỗi khàn nước Thời gian nhàn tản cũng qua đi Địch bắt đầu phản ứng lại Các chốt của đại đội 5, 6 và 7 Bắt đầu bị thập kích vào chập tối và gần sáng Có những hôm chúng dùng cả cối 6 và cối 8 Bắn vào các đại đội liên tục Tôi trực máy ở đại đội 8 Nhưng tính hay thóc mách Ngoài hai cầu cối 8 và của đại đội tôi Và thằng liên lạc còn ra kho súng vác về một cầu cối 6 và một cầu cối 8 đặt trước sân nhà chỉ huy. Đạn cối của Mỹ rất nhiều. Đêm nào, đại đội 5 và đại đội 6 bị tập kích, thì tôi và thằng Liên lạc ra thả cối liên tục, hòa cùng hai cầu cối của tiểu đoàn. Còn đại đội 7 thì chịu vì quá xa, không bắn tới được. Một hôm, vào lục trong kho đạn, chúng tôi vớ được ba thùng đạn cối 6 màu trắng. Chúng tôi nghĩ chắc là đạn hóa học sau mở hộp nhìn kỹ mới biết là đạn pháo sáng Quân về Vậy là đêm nào có địch tập kích Là chúng tôi bắn đạn pháo sáng Một hôm khoảng trưa Thằng Bắc người Hà Tuyên lính năm 77 Gác trong vọng gác Nó vừa ngẩng đầu quan sát Thì một viên đạn bắn tỉa Bay tới găm vào ụ đất May mà nó không việc gì Thế là nó khủng lên Nó vác ở gối sáu của chúng tôi Và cầm theo mấy viên đạn Chỉnh chỉnh ngắm ngắm Xong nó nhả đạn liên tục Tôi nằm nghỉ ở trong nhà Cũng xách mấy quả chạy theo nó Và thả luôn Xong nó trả súng về vị trí cũ cho chúng tôi Thời gian trực máy ở đại đội 8 Thỉnh thoảng buổi tối Hay đi kiểm tra chốt gác Với xe phó hải Vậy là tôi thành thằng gác đờ co cho xe phó hải Lúc nào đi đâu Ông hay gì tôi đi cùng Trực máy ở đại đội 8 một thời gian Tôi về tiểu đoàn bộ thay thằng gác lên Về tiểu đoàn bộ Ngày trước thì ngày hôm sau tôi lên đại đội 7 trực máy thay. Từ tiểu đoàn bộ lên đại đội 7. Nếu đi đường vòng khoảng 3 cây số, đi đường chim bay thì gần 2 cây, nhưng phải lội qua sông Công Pông Sư Pư. Sông chảy nơi qua chốt C5 đi sọc theo tường trái, cách sườn phải chốt đại đội 7 khoảng 5 600 m, rồi lượn lại sau chốt của C7, cách khoảng 1000 m, sát với kho đạn nổ. Vậy là C7 phía cánh phải và sau lưng bị sông bao vây. Nhưng sông vào mùa khô nên nước rất cạn, sẽ lội qua. Đại đội 7 nằm trên vùng đất cao. Hai bên đường có nhiều dãy nhà xây bị san bằng, chờ lại những bức tường cao khoảng 0,5 đến 1 mét. Chỉ còn sót lại hai nhà máy bằng nằm sát cạnh nhau. Nhà trước dây bộ đóng, nhà sau a cối cùng với hậu cần. Vì là vị trí hẻo nên thông tin hữu tuyến hai thằng trực, hai oát cũng hai thằng. Các xe bộ binh hồi đó còn ít lính nên vũ khí hỏa lực yếu. Chỉ có một cối sáu. Vậy là tôi nói thằng Tuấn liên lạc về kho súng phía sau khiêng thêm một quả cối sáu nữa. Còn đạn thì hai thằng ngày nào thấy ít thì đi khuôn về. Bắn thì cứ thả đạn vào vì có lính cối chỉnh tầm và hướng cả rồi. Lính thì ít mà đảm nhận cả một vùng chốt rộng rãi như thế này. Vậy cũng nhọc. Thời điểm này, lực lượng Pol Pot đã hoàn hồn trở lại. Vậy là các xe bộ binh chống đỡ vất vả, ngày nào chiến sự cũng xảy ra liên miên. Vào một ngày, buổi sáng tinh mơ, chúng đã dùng xe tăng húc vào chốt của đại đội 7. Bọn lính áo đen bám sau ba chiếc xe tăng đánh trực diện, còn hai bên cánh lố nhố những bóng áo đen lợi dụng quân mình tập trung ở phía trước, chúng không nổ súng tiếp cận vào gần chốt. Phía tay phải địch phát hiện có ba lính mình, một RBD, hai AK chờ địch vào gần mới nổ súng mấy thằng chạy đầu bị loạt trung liên quật trúng ngã sấp xuống không cựa quậy vậy là sau những lần bám vào bờ ruộng nổ súng vào tổ này dữ dội và lấn rũi từng tí một phía cánh trái có một bãi bằng cây cối mọc lúp xúp cộng với vườn dừa nên rất khó quan sát và cũng ít quân nên cánh này bỏ trống vị trí này hơi thấp ngày thường đứng trên nhà của xe bộ quan sát được lúc nổ súng thì mọi cặp mắt đổ dồn về phía trước. Nên lơi là hướng này, địch đã bò vào hướng này khoảng 10 thằng. Nghe tiếng đề pa của cối 6, vậy là chúng bắn vào vị trí hai cầu cối. Nhưng vị trí chúng hơi thấp nên đạn đã vọt qua đầu. Lúc này địch dùng xe tăng ngoài tầm của B, bắn hỗ trợ cho bọn bộ binh vận động qua ruộng trống. Vì vậy, nhà chỉ huy lại là nơi hứng đạn. Chúng tôi phải bò đến ở phía sau chặn bọn Pol Pot đánh vào hai khẩu cối và nhà hậu cần. Lúc ra khỏi nhà xe bộ, lợi dụng những bức tường đổ, thằng Liên Lạc, hai thằng thông tin và hai hậu cần, một lính cối chiếm lĩnh các bức tường, đánh trả lại địch. Một khẩu cối 6 quay sang hướng nòng gần như thẳng đứng, bắn vào chỗ địch hỗ trợ cho chúng tôi. Vì chúng tôi có toàn dụng AK, lợi dụng lúc cối bắn dìm đầu bọn địch, tôi và Tuấn liên lạc, chạy lên cầu thang nhà hậu cần, nằm trên mái nhà và bắn lại bọn địch. Có hai thằng vào cách nhà hậu cần khoảng 20 mét, bị tôi và thằng Tuấn chặn lại và bỏ xác ngay tại đó. Còn bọn kia không chịu nổi chúng tôi ở trên cao bắn xuống, cùng với cối sáu nên nằm trốn ở sau cây dừa chịu trận. Phía sau này cũng tạm ổn, rồi tôi và thằng Tuấn ở trên cao cứ nhằm xuống các gốc dừa nổ súng như bắn tỉa. Khoảng 30 phút sau, không có tiếng súng bắn trả, chúng tôi tạm ngừng Tôi ở lại vị trí cao đó Cùng mấy anh em ở phía dưới Thằng Tuấn chạy về vì không quên nhiệm vụ của nó Lúc trận đánh kết thúc Tôi và thằng Tuấn đi kiểm tra hướng của mình Ngoài hai thằng bị chúng tôi tiêu diệt Còn lại bốn xác Nằm lung tung trong các bụi và gốc dừa Vậy là hướng chúng tôi Được sáu Chưa kể bọn bị thương Được kéo về Còn vết máu trên đường rút Phía sau chúng tôi không sứt mẻ gì cả Các chốt ở phía trước Tiếng súng cũng giảm dần Địch chạy tóe loe vì cố trung đoàn trợ chiến lúc tôi và mấy thằng đưa thương binh tử sĩ về sau tôi ló đầu xem kết quả trận đánh thế nào ở phía ngoài ruộng trước chốt hôm qua còn là cánh đồng bằng phẳng thỉnh thoảng có bờ ruộng nay bị cày sới tung tóe xe tăng địch lặn đầu mất tiêu bỏ lại những xác áo đen không biết là bao nhiêu vì không dám cao đầu để đếm sợ bị ăn đạn bắn tỉa tôi và một thằng cáng thương binh về đến bờ sông gần kho đạn nổ gặp vận tải của tiểu đoàn chào lại cho vận tải rồi tranh thủ đến kho đạn nổ lấy đạn cối về sau hồi đó không ai bảo mà tự giác vậy còn mấy cáng kia đã vượt sông đi qua c năm để chờ vận tải của trung đoàn lên đưa cùng về với thương tử của c năm buổi chiều hôm đó chúng tôi còn bị hai đợt nữa nhưng không mãnh liệt như khi sáng vì không có xe tăng sau này đi với xe bó bảy kiểm tra tổ chốt cánh phải Nghe chúng kể chuyện suýt mất chốt Vì có ba thằng chống lại khoảng một b của địch Mấy ngày đêm sau Vị trí đóng quân của tiểu đoàn 8 bị đánh liên tục Chúng dùng pháo cối bắn vào các điểm chốt Làm cho lính mình mất ăn mất ngủ Cộng với nắng gay gắt Và xác định bốc mùi ở ngoài kia Làm không khí lúc này Lúc nào cũng thung thụm rất khó chịu Mấy xác ở phía sau xe bộ Gần chúng tôi càng có người hơn Vậy là tôi với thằng Tuấn phải ra đốt đám cây lúc xúc đó cho cháy với mấy cái xác kia và mấy hôm sau mùi cũng có đỡ vì nắng to nên xác đã bắt đầu khô lại thế là còn mấy ngày nữa đã đã đến Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam ở Việt Nam chắc mọi người đang hối hả tất bật sắm Tết còn ở đây chúng tôi đang gồng mình chống lại những trận tấn công của bọn pol bon pot chúng đánh cả ngày cả đêm làm cho cuộc sống sinh hoạt của lính bị đảo lộn hết Thần kinh lúc nào cũng căng thẳng để đối phó với thủ đoạn danh ma của bọn địch. Những ngày này, mấy thằng của tiểu đoàn bộ trực máy chúng tôi trở thành lính bộ binh thực thụ. Ngày thì không phải ra chốt gác, chỉ có buổi tối cho đến lúc sáng, lúc thì xáo trộn với các chốt, lúc thì đảm nhận một tổ riêng. Lúc này tôi đã học được cách sử dụng B41, thằng Thái người Hà Tuyên lính 577 đã dạy cho tôi. Sau nó hy sinh ở trận đánh vào Lếch qua buổi sáng là tôi được bắn thực tập nói thật lần đầu sử dụng loại vũ khí chống tăng này cũng ớn có nó bên cạnh cũng đỡ hồi hộp và bớt run hơn chỉ điểm bắn cho tôi rồi nó tránh xa nâng súng lên ngắm điểm chuẩn và nhấn cò một tiếng nổ vang lên cũng chả nhìn trước và sau như thế nào vác súng chạy mất hình như đó là phát đạn trêu ngươi bọn polpot thì phải Vậy là các loại đạn dồn dập bay tới tơi bời Lính mình đang được giây phút tĩnh lặng Nhảy ào ra chốt Một lúc sau địch ngừng bắn Lính chửi um lên Thôi kệ hòa cả làng Khoảng 5 giờ sáng một ngày Vừa chân ướt chân giáo Từ chốt về tới tiểu đoàn bộ Bỗng trên chốt Các loại hỏa lực nổ dữ dội Cộng với đó cối 8 của địch Bắn vào vị trí hai cầu cối 6 Của đại đội tôi Đang nằm ở trong nhà ban chỉ huy định chạy ra bắn cối nhưng vị trí hai khẩu cối đã bị trúng đạn bụi khói bay mù mịt miếng bay cắm phầm phập vào tường nhà tôi phải chạy vào nhà xây bộ lúc ngớt tiếng đạn tôi chạy ra vị trí khẩu cối thì cảnh tượng tan hoang một lính cối đang nằm ôm bụng rên tôi và một thằng nữa đưa nó vào gian phòng ở sau nhà hậu cần bây giờ ruột nó bị tràn ra khỏi ổ bụng hết tôi chạy kêu y tá y tá đến nơi thì nó đã hy sinh. Một lính cối và một khẩu cối bị loại khỏi cuộc chiến. Bây giờ, đại đội 7 chỉ còn phụ thuộc vào hỏa lực của trung đoàn và sư đoàn. Cối của tiểu đoàn với không tới nơi. Lần này, vì bất ngờ và địch vào quá gần, nên các bê chống đỡ rất vất vả. Có chốt tưởng chừng như đã không tồn tại. Còn một khẩu cối 6, thằng A trưởng cối xoay như trong chóng để bắn hỗ trợ cho các chốt Vậy là hai thằng hữu tuyến chúng tôi Cứ sách đạn chạy theo cối Vị trí cũ bị lộ Sợ bị dập cối tiếp Có những lúc tiếng hò hét của bọn Pol Pot Tưởng như đã vào đến nơi Xe trưởng hòe, xe phó bảy Lao xuống các chốt cùng với anh em Chống chọi lại các đợt phản kích Còn ở trên đại đội Chỉ còn chính trị viên thủy trực máy Pháo của trung đoàn và sư đoàn hỗ trợ Nhưng cũng chẳng ăn thua Chỉ bắn vào sau lưng bọn địch Nó vào quá gần Khoảng hơn 7 giờ Các chốt vẫn còn Lúc này địch có vẻ trùn lại Phía trước cánh đồng trống không còn địch Chúng dồn sang phía tay phải Nơi này có một nhà xây bị sập mái Chúng lợi dụng nhà này Làm vật che khuất để rút Tiếng súng các chốt nổ rơi rạc Rồi ngừng hẳn Lúc này y tá mới làm việc cật lực Băng bó cho anh em xong Vận tài của tiểu đoàn khẩn trương Đưa đạn lên bổ sung Chuyển thương binh tử sĩ về phía sau một hồi chạy lòng vòng với khẩu cối Bây giờ mới thấm mệt và đói Cũng không được ăn cơm Ấn tượng với cảnh anh lính hy sinh lòi ruột mà ngắn Buổi trưa hôm đó Chúng tôi chịu một trận tấn công khốc liệt Khoảng một tiếng sau Đại đội 7 bị mất chốt Tôi chỉ kịp giật dây máy Vơ bồng đỏ rồi chạy giặt về hướng có đạn nổ Phía sau tôi Lính bộ binh vừa rút vừa chống trả Địch cũng oải rồi hay sao Mà không thấy đuổi theo về khẩn có đạn nổ, đơn vị củng cố lại lực lượng, chờ lệnh của tiểu đoàn, kiểm tra lại quân số, thiếu thằng Đức, lính mới vào người Thanh Hóa, chắc nó đã hy sinh hoặc bị bắt sống. Buổi chiều, khoảng hơn 3 giờ, đánh lấy lại chốt, được sự hỗ trợ của pháo trung đoàn và sư đoàn. Cánh phải từ phía bờ sông đánh sang, có một bê của đại đội 5. Sau khi pháo dứt, chúng tôi vận động lên, địch chống trả dữ dội, nhưng cũng chẳng làm gì được dưới làn hỏa lực và pháo cối mở đường. Một bê của đại đội 5 đánh tạt sườn, làm chúng lúng túng chạy ùa ra cánh đồng trống, làm cho bọn trước mặt C7 mất tinh thần cũng ù té quyền chạy luôn. Chúng tôi đuổi chúng chạy ra đến cánh đồng rồi thôi. Lúc này cũng mệt quá và không dám giật vào phun về phía trước, sợ nó phản công lại chạy về chốt không kịp. Kiểm tra lại quân số, chỉ một hy sinh, hai bị thương nhẹ. Lúc này thằng Đức xuất hiện thì ra lúc mất chốt nó cuống lên chạy không kịp nên chui vào một cái nhà đổ cây cối rậm rạp rồi ngồi ở đó lúc đơn vị đánh lấy lại chốt nó cũng xông ra chia lửa với anh em chỉ hôm đó chúng tôi củng cố lại chốt và lấp xác địch không để như vậy được rút kinh nghiệm lần trước hồi thối lắm may lần này mất chốt này mà không mất tử sĩ vì đã đưa được về trước rồi phía trước một tổ chốt cách năm sáu mét có một nhà bị sập hết mái nơi này thường là điểm tập kết và rình mò của bọn post thỉnh thoảng cư vào buổi tối chúng thường lợi dụng mấy bờ tường của ngôi nhà này rồi dùng hỏa lực cắn trộm vào các tổ chốt của ta những đêm lính mình lên phục thì không gặp nó hôm chúng tôi đi lấy đạn cối thì thấy mấy quả miền chống tăng vứt ở nơi kho đạn tôi và thằng kiên cũng tha về hai quả không có hạt nổ còn kíp và dây rái chậm thì đầy. Lục lọi lung tung, chúng tôi cũng tìm được một số kíp điện. Vậy là xong. Chập tối hôm đó, thằng Tuấn và một lính bò vào cái nhà đó gài hai cỏ mìn, lấy dây điện dòng về chốt. Dây điện này chúng tôi lấy được nhiều của địch ở đâu không nhớ nữa. Vì các chốt xa nhau quá, nên chúng tôi dùng thêm dây này để thay dây hữu tuyến. Còn một quận ở trên này, phòng lúc dây bị cháy do đốt cho rảnh trước chốt. Cũng tạm ổn tối hôm đó lấy máy hữu tuyến lên nối dây điện và quay máy nhưng không nổ thôi đành chịu hôm sau tôi báo lấy mấy quả bộc phá loại 2 gam gắn kíp điện để trôn dưới quả mìn cho chắc ăn chiều tối tôi và thằng tuấn mò vào cải bộc phá kiểm tra lại dây không có việc gì lần mò từng tí một về gần đến chốt mới phát hiện bị đứt một mạch nối dây xong tôi về lấy máy ra ngồi phục với tổ chốt của thằng liên lạc Nếu địch tập kích đêm Không có hữu tuyến thì lên hại oát Cứ ngồi ôm máy Sợ mấy thằng nóng ruột Nó quay máy thì chỉ sập nhà Không dệt được địch Khoảng 10 giờ đêm còn thiêu tiêu ngủ Bỗng nơi nhà đó ùng oang Mới phát bê bắn vào chốt Vậy là choàng dậy tranh nhau quay máy Tôi vớ được một máy quay vòng Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên Chớp lửa lóe sáng Đất bay rào rào Tôi cũng chẳng nán lại đó làm gì mở máy về Thằng liên lạc về phía sau Đêm hôm đó cũng tạm ổn Sáu hôm sau tôi có lên chốt Nhìn về nơi tôi lúc tối Để xem thành quả như thế nào Không có một cái gì sót lại Tất tần tật sạch bách